Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 46. Cái tên chuyên gia làm đồ giả này đã từng làm giả tác phẩm của rất nhiều nhà nghệ thuật, hơn nữa còn lấy giả cháo thật, không biết đã lừa được bao nhiêu tài sản rồi. Tín vật của Long Môn tuy rằng tinh xảo nhưng so với các tác phẩm của những nhà nghệ thuật kia thì quả thực là quá đơn giản, chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi thôi mà anh ta đã chế tác xong rồi. Tề Đẳng Nhàn móc đồ thật ra từ trong túi quần, khiến cho Lý Vân Uyển nhìn mà cạn lời. Đồ giả được người ta gói ghém cẩn thận, đồ thật thì Tề Đẳng Nhàn lại dứt khoát nhét vào trong túi quần, cũng không sợ va đập hay là rơi mất. Vẫn có thể nhìn ra một chút khác biệt nho nhỏ, Tề Đẳng Nhàn cầm lên so sánh, nheo mắt cười cười, cơ mà cũng 1 9 1 10 thôi, có lẽ người đó sẽ không nhận ra đâu. Lý Vân Uyển cảnh giác nói, anh lại chuẩn bị làm ra chuyện xấu gì thế? Tề Đẳng Nhàn vui vẻ nói, tôi chuẩn bị bán cái thứ này với giá 1 tỷ. Lý Vân Uyển kinh ngạc nói, không phải anh chuẩn bị bán cho mẹ em đấy chứ? Coi chừng em đánh chết anh đấy. Tề Đẳng Nhàn ngây người một lát, sau đó cười nói, ai lại làm thế, lừa ai thì lừa cũng không thể lừa mẹ vợ mà. Tuy rằng trước đó tôi và mẹ vợ có chút xích mích, nhưng đó cũng là chuyện từ lâu rồi mà. Lý Vân Uyển nói, thế anh chuẩn bị lừa ai? Giang Sơn Hải, một phó giám đốc khác, dã tâm của người này vô cùng lớn, nhất định ông ta sẽ bằng lòng móc ra số tiền này. Tề Đẳng Nhàn cười híp mắt và nói. Hắn đã lên kế hoạch cho chuyện này từ lâu rồi, sau khi gặp mặt Giang Sơn Hải vào ngày hôm qua, hắn càng chắc chắn rằng kế hoạch này có thể thành công. Giang Sơn Hải có thể vì được thăng chức mà bán đi cả con gái và vợ cả của mình, tín vật này, ông ta không thể không đồng ý bỏ tiền ra. Lý Vân Uyển chẳng cần nghĩ cũng biết rằng cái tên phó giám đốc tên là Giang Sơn Hải gì đó này chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Có điều, chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến cô ấy cả, chỉ cần Tề Đẳng Nhàn đừng có liên lụy đến mẹ cô ấy thì mọi chuyện thế nào cũng được hết. Nhìn gương mặt rạng rỡ của Lý Vân Uyển, lại thêm đôi chân thon dài mặc quần tất màu đen có dòng ký tự kia, khí chất của cô gái này đều là dùng quả thận của đàn ông để nặn ra đó. Hắn cảm thấy lần này Lý Vân Uyển đến Thượng Hải hoàn toàn là để móc thận của hắn. Hai người xách túi lớn túi nhỏ quà tặng và đi thẳng đến nhà của Tống Chí Mai. Tống Chí Mai đường đường là phó giám đốc của Long Môn Thượng Hải, đương nhiên là rất giàu có và quyền lực, bà sống trong một tiểu khu cao cấp, 1 mét vuông trị giá khoảng 20 vạn, tổng cộng có 200 mét vuông. Bing bong! Chuông cửa bị ngón tay thon dài của Lý Vân Uyển ấn vang. Cửa lớn được mở ra, cơ mà người mở cửa thì lại không phải là Tống Chí Mai mà là một người phụ nữ trung niên tóc ngắn được chăm nom rất tốt. Là Vân Uyển và Tề Đẳng Nhàn có đúng không? Mau vào đi, ta là bạn của mẹ cháu, Phi Họa Mi. Người phụ nữ trung niên nở nụ cười, tránh đường ra và tự giới thiệu bản thân với hai người một cách đơn giản. Lý Vân Uyển cười nói, cháu biết gì, dì là quân sư của mẹ cháu, người thường xuyên giúp bà ấy bày mưu tính kế mà. Lần đầu gặp mặt, mong được chỉ bảo nhiều hơn. Phi Họa Mi cười cười và nói, quân sư gì đâu chứ, nói thẳng ra thì ra chỉ là một thư ký mà thôi, không cần khách sáo. Điều khiến cho Lý Vân Uyển cảm thấy ngạc nhiên chính là Tống Chí Mai thế mà lại đích thân ở trong bếp xào rau. Mẹ cháu biết cháu sắp đến nên đã đích thân vào bếp. Phi Họa Mi nói. Thế thì cháu hạnh phúc quá rồi, Lý Vân Uyển nói. Tống Chí Mai thấy người đến rồi thì cười rồi lau tay đi, bước ra khỏi phòng bếp và nói, Vân Uyển, Tiểu Tề, hai đứa ngồi chơi chút đi, mẹ sắp xong chuyện bên này rồi, lát nữa còn có hai vị khách quan trọng nữa sắp đến thăm hỏi. Sau khi tiện tay đặt quà tặng xuống, Tề Đẳng Nhàn chào hỏi Tống Chí Mai một chút rồi cùng Lý Vân Uyển thoải mái ngồi sóng vai ở trên sofa. Vi Họa Mi lấy cà phê và trà cho hai người rồi đi vào trong bếp để giúp Tống Chí Mai. Anh Tề, anh nói xem nếu như mẹ em biết anh đã trở thành giám đốc của Long Môn Thượng Hải rồi thì liệu có ngạc nhiên đến rớt cằm hay không? Lý Vân Uyển không khỏi buồn cười, cô ấy hỏi. Tôi đã từng nghĩ rồi, đến lúc đó tôi sẽ giao lại quyền lực cho mẹ em, dù sao cũng là người một nhà. Và lại, tôi không có hứng thú với việc quản lý Long Môn Thượng Hải. Tề Đẳng Nhàn nói. Lý Vân Uyển nghe thấy lời này thì trong lòng tất nhiên là vui vẻ hơn gấp bội. Một phần cảm thấy Tề Đẳng Nhàn thật là hào phóng khi không hề quan tâm đến chút quyền lực này,
một phần cảm thấy hắn coi trọng mình nên mới bằng lòng giúp Tống Chí Mai một tay. Không bao lâu sau, Tống Chí Mai đi ra khỏi phòng bếp, công việc sau đó đều giao lại cho Vi Họa Mi. Tống Chí Mai cười nói, Vân Uyển, dạo này con gầy quá rồi đấy, phải ăn nhiều thịt vào mới được. Lý Vân Uyển lườm bà một cái, trong cuộc đời này của bạn sẽ luôn có một người chê bạn ăn không đủ nhiều, đó chính là mẹ của bạn. Tiểu Tề, chúng ta đã gặp nhau từ lâu rồi, cháu cũng không nói sẽ đến đây thăm ta, có chút không phải đó nha. Tống Chí Mai nói. Di Tống, không phải cháu đang đợi để đến cùng với Vân Uyển hay sao? Tề Đằng Nhàn cười nói. Lúc trước hắn và Tống Chí Mai đã từng có xích mích, tuy rằng hiện tại đều đã tan thành mây khói, nhưng nếu một mình đến thăm thì vẫn khó tránh khỏi sẽ cảm thấy xấu hổ nhỉ. Lý Vân Uyển hỏi, mẹ, lát nữa có khách gì thế? Tống Chí Mai nói, là khách quý đến từ nước Kiệt Bành, đến để bàn chút chuyện hợp tác với mẹ. Tề Đằng Nhàn nghe đến đây thì bỗng chốc ngẩn người, đến từ nước Kiệt Bành. Chắc không phải là đám người Nham Toái Lưu đâu nhỉ. Nham Toái Lưu hình như vẫn luôn cố chấp muốn nhúng tay vào Long Môn Thượng Hải, bọn họ không thể tìm được lỗ hổng ở Văn Gia nên đã đi vòng tới bên Tống Chí Mai à. Lần trước oán quỷ đánh bay Thượng Tuyền Tinh Vũ, anh ta nói sẽ mời Liễu Tông Nham Toái đến để báo thù, nhưng đợi mãi vẫn không thấy người đâu, không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Tề Đằng Nhàn đang định hỏi thêm một câu thì Vi Họa Mi đã bưng hai món ăn cuối cùng lên bàn và cười nói, đại công cáo thành, lát nữa người đến thì chúng ta cùng ăn cơm đi. Lý Vân Uyển cũng chỉ thuận miệng hỏi Tống Chí Mai một câu mà thôi, cô ấy hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây cho nên cũng không nói gì nữa, chỉ cảm thấy mẹ mình cũng thật là lợi hại, thế mà còn kết bạn với người của nước Kiệt Bành nữa. Bing bong! Chuông cửa reo lên. Vi Họa Mi vội vàng đi ra mở cửa, sau đó chào hỏi, chào hai người, anh Thượng Tuyền, sư phụ Liễu Tông. Hai người ở ngoài cửa chính là Thượng Tuyền Tinh Vũ còn đang băng bó trên tay và Liễu Tông Nham Toái ăn mặc thoải mái. Tề Đằng Nhàn nghe thấy lời của Vi Họa Mi thì liếc mắt ra ngoài cửa và nheo mắt lại, đúng thật là người của Nham Toái Lưu. Sau đó, ánh mắt của hắn khóa chặt trên người Liễu Tông Nham Toái, người đàn ông trung niên này có hơi thở trầm tĩnh. Xương nắm tay đã bị mài nhẵn, huyệt thái dương hơi có nhô lên, bước đi mang theo lực đàn hồi, vừa nhìn đã biết là một đại cao thủ cấp bậc tông sư. Người này chính là người sáng lập ra Nham Toái Lưu, Liễu Tông Nham Toái. Trong lòng Tề Đằng Nhàn đã đoán ra được hơn nửa. Thượng Tuyền Tinh Vũ vừa mới vào cửa đã nhìn thấy Tề Đằng Nhàn, sắc mặt ngay lập tức thay đổi và nói với vẻ bất ngờ, sao anh lại ở đây? Tống Chí Mai ngẩn người một lúc rồi nói, anh Thượng Tuyền quen biết con rể của tôi à? Thượng Tuyền Tinh Vũ nghe thấy Tề Đằng Nhàn là con rể của Tống Chí Mai thì sắc mặt càng trở nên khó coi hơn, anh ta quay đầu nhìn Liễu Tông Nham Toái và nói, sư phụ, chính là cái tên này đã phá hỏng chuyện của chúng ta, Miyazaki Shinzo cũng là hắn ta gọi đến đấy. Liễu Tông Nham Toái bình tĩnh gật đầu, nhìn Tề Đằng Nhàn một cái rồi tỏ ra thờ ơ. Chỉ cảm thấy cậu trai trẻ này khí huyết lâng lâng, hô hấp không ổn định, lực tim đập yếu, mặc dù có chút nền tảng võ công, nhưng không phải cao thủ gì cả, hơn nữa, quá nửa là đã bị tử sắc rút cạn cơ thể. Chẳng trách ông ta lại nghĩ như thế, dù sao trên người Tề Đằng Nhàn vẫn còn có vết thương, và lại Lý Vân Uyển ngồi bên cạnh lại xuất sắc đến như vậy, đôi chân dài mặc quần tất màu đen kia là thứ mà bất cứ người đàn ông nào cũng nhìn không được mà muốn nhìn thêm vài cái. Chẳng lẽ anh Thượng Tuyền đã từng có xích mích với con rể của tôi sao? Ha ha, có cũng không sao cả, hôm nay mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn một bữa cơm là không sao nữa rồi. Tống Chí Mai đứng dậy một cách khí phách và nói. Tề Đằng Nhàn chỉ cười cười với Liễu Tông Nham Toái một cái, không ngờ rằng vị đại tông sư này lại trực tiếp ngoảnh mặt đi và không thèm nhìn hắn lấy một cái, dường như là hoàn toàn không thèm đặt hắn vào trong mắt. Lý Vân Uyển nhìn không được mà khẽ giọng hỏi, anh đã từng có xích mích với hai người Kiệt Bành này à? Tề Đằng Nhàn nói, có chút chuyện nhỏ thôi, không cần để ý, xem bọn họ có ý đồ gì rồi nói sau. Thượng Tuyền Tinh Vũ còn đang định nói gì đó, Liễu Tông Nham Toái lại đưa tay ra ấn vai anh ta và nói, ngồi xuống ăn cơm trước đã. Sắc mặt của Thượng Tuyền Tinh Vũ cứng đờ, đặt những món quà đang xách ở tay còn lại xuống và không nói gì nữa. Vi Họa Mi lại không khỏi cau mày,
không ngờ rằng hai đối tác làm ăn quan trọng trong tương lai này lại đã từng có xích mích với Tề Đẳng Nhàn, mong rằng sẽ không làm hỏng chuyện. Tống Chí Mai muốn bước lên vị trí giám đốc của Long Môn Thượng Hải, chỉ dựa vào chút sức mạnh của bản thân thì vẫn chưa đủ mà phải dựa vào ngoại lực nữa, mà Nham Toái Lưu chắc chắn chính là một trong những ngoại lực tốt nhất. Sau khi mọi người lần lượt ngồi xuống bàn ăn, Tống Chí Mai nâng ly lên và nói, chào mừng hai vị đến nhà tôi làm khách. Tề Đẳng Nhàn cũng cười tít mắt và nói, chào mừng, chào mừng. Trên bàn ăn, Thượng Tuyền Tinh Vũ cũng không trở mặt với Tề Đẳng Nhàn, vẻ mặt Liễu Tông Nham Toái điềm tĩnh. Sau khi uống hết ba hiệp, Liễu Tông Nham Toái mới đặt đũa xuống và thản nhiên nói, bà Tống, chúng ta bàn chuyện chính thôi. Tống Chí Mai cười nói, được, cậu còn không được cơ mà. Vi Họa Mi cũng lấy lại tinh thần và cười nói, hiện tại phó giám đốc Tống của chúng tôi đang cần sự ủng hộ, nếu như sư phụ Liễu Tông có thể toàn lực ủng hộ, đối với chúng tôi mà nói là một chuyện rất tốt. Liễu Tông Nham Toái bình tĩnh gật đầu rồi nói, điều kiện mà tôi đưa ra cũng rất đơn giản. Thứ nhất, tôi muốn mở một võ đường ở Thượng Hải, thứ hai, tôi cần một ít tài nguyên của Long Môn Thượng Hải, thứ ba. Vi Họa Mi nói, những thứ này đương nhiên đều chỉ là chuyện nhỏ, không thành vấn đề, chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng. Nham Toái Lưu đang yên đang lành vẫn là nên quay về nước Bành Kiệt của mình đi, đừng nghĩ đến việc nhúng tay vào chuyện của Long Môn Thượng Hải nữa, nhỡ không cẩn thận bị chặt đứt tay thì phải làm sao đây. Sau khi nghe hết những lời của Liễu Tông Nham Toái, Tề Đẳng Nhàn cầm chén rượu lên, mỉm cười và nói. Thượng Tuyền Tinh Vũ trong mắt bắn ra tia lửa, anh ta lạnh lùng nói, cái tên thối tha kia, tôi nhịn anh lâu lắm rồi đấy. Có sư phụ của tôi ở đây rồi, cho dù anh có gọi Miyazaki Shinzo đến thì cũng không bảo vệ được anh đâu. Ánh mắt của Liễu Tông Nham Toái cũng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, ông ta nói với Tống Chí Mai, bà Tống, lời của con rể cô cũng là ý của cô à. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tống Chí Mai hoảng hốt, không ngờ rằng Tề Đẳng Nhàn lại giữa đường nhảy ra ngăn cản chuyện này. Trong lòng bà ta bỗng chốc có chút tức giận, đây là cơ hội tốt để bà ta mượn lực từ bên ngoài, nếu như bị Tề Đẳng Nhàn phá hoại thì chắc chắn mình sẽ bị tụt lại phía sau Giang Sơn Hải thôi. Nghe đồn Giang Sơn Hải đã cấu kết cùng với Diệp gia ở thành phố Kinh Đảo rồi, ông ta còn suýt chút nữa đã gả con gái cho Diệp Kế Hùng. Nếu như không phải Văn gia có người đứng ra phá hỏng chuyện thì bây giờ mọi chuyện đã xong cả rồi. Điều này làm cho bà ta cảm thấy may mắn nhưng đồng thời cũng cảm thấy có chút nóng lòng. Giang Sơn Hải vẫn luôn nỗ lực phát triển, bà ta không thể ngồi yên chờ chết, nhất định phải chủ động đứng lên. Vân Huyền, cháu có thể quản lý bạn trai của cháu một chút không? Vi Họa Mi nhướng mày và nói với Lý Vân Huyền, đây không phải là chỗ để đùa đâu. Lý Vân Uyển cười cười, cô ấy nói, cháu không quản nổi anh ấy đâu, từ trước đến nay đều là anh ấy quản cháu. Những lời này, có thể nói là vừa củng cố tình cảm vừa cho Tề Đẳng Nhàn mặt mũi. Phụ nữ có IQ cao, chính là biết ăn nói như vậy đấy. Không giống như tên cai ngục nào đó, cứ mở miệng là lại có thể khiến cho người khác tức chết. Tề Đẳng Nhàn không đợi Tống Chí Mai trả lời mà đã ngay lập tức lên tiếng, ông nói không sai. Ý của tôi cũng chính là ý của bà ấy. Bởi vì có tôi ủng hộ bà ấy là được rồi, không tội gì phải kéo người nước ngoài vào ủng hộ cả. Lần trước Tống Chí Mai đã phải chịu thiệt thòi lớn ở chỗ Tề Đẳng Nhàn khi còn ở thành phố Trung Hải, nghe thấy lời này, bà ta theo bản năng cảm thấy không ổn, nhưng cho dù như thế thì bà ta vẫn không dám mở miệng nói chuyện. Vi Họa Mi tức giận quát lên, cậu có thể ngậm miệng lại được không hả? Hôm nay bảo cậu đến đây để làm khách chứ không phải để cậu giọng khách hát giọng chủ và làm hỏng chuyện của chúng tôi. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói, sao nào, bà Vi cảm thấy dẫn sói vào nhà là chuyện tốt à? Đám người Kiệt Bành này thâm sâu khó lường, lòng mang ý xấu, bà thích bọn họ đến thế cơ à? Vi Họa Mi bị lời của Tề Đẳng Nhàn làm cho tức đến mức cả người run lên bần bật, Tống Chí Mai có thể có được sự ủng hộ để lên làm giám đốc hay không chính là điều mà bà ấy quan tâm nhất. Bây giờ đã sắp lôi kéo được sự ủng hộ của Nham Toái Lưu rồi, kết quả lại bị Tề Đẳng Nhàn ở đâu chạy ra ngăn cản. Lý Vân Uyển yên lặng ăn cơm như thể chẳng hề xảy ra chuyện gì vậy, lúc đàn ông làm những chuyện như thế này, phụ nữ tốt hơn hết là nên bớt lèm bèm lại và không nên chõ miệng vào. Hai vị, xin mời về cho.
Tề Đẳng Nhàn không thèm để ý đến Vi Họa Mi mà nói thẳng với Liễu Tông Nham Toái và Thượng Tuyền Tinh Vũ. Thượng Tuyền Tinh Vũ cười khẩy với vẻ khinh thường và nói, bà Tống muốn lên làm giám đốc thì phải cần đến sự ủng hộ của chúng tôi. Anh là cái thá gì mà cảm thấy mình có thể ủng hộ bà ấy được? Nói cách khác, chẳng lẽ anh quá coi trọng đám tàn dư của Văn gia và cho rằng bọn họ có năng lực đó? Liễu Tông Nham Toái cúi đầu rũ mắt, không nói gì cả, ông ta là một đại tông sư, tội gì phải cãi nhau với người khác? Ông ta thường sẽ trực tiếp ra tay. Dì Tống, hoặc là dì chọn tin tưởng cháu và cháu sẽ nâng đỡ dì bước lên vị trí đó, hoặc là dì tiếp tục hợp tác với đám người Bành Kiệt này, đến lúc đó đừng có trách cháu không nể mặt Vân Huyền. Tề Đẳng Nhàn nhìn về phía Tống Chí Mai và nhàn nhạt nói. Trong lòng Tống Chí Mai cũng đang đấu tranh, thường ngày bà ta luôn là một người quyết đoán nhưng lúc này lại rất do dự. Bà ta không biết liệu Tề Đẳng Nhàn có thể đóng góp to lớn cho cuộc chiến tranh đoạt vị trí giám đốc của bà ta hay không, nhưng bà ta biết rằng nếu như hợp tác với Liễu Tông Nham Toái thì đó chắc chắn sẽ là một cơ hội rất lớn. Vi Họa Mi nổi giận, nói chuyện cũng không còn khách sáo nữa, bà ta lớn tiếng nói cậu là cái thá gì chứ? Dám ép gì Tống của cậu đưa ra quyết định như vậy hả? Có phải cậu coi trọng mình quá rồi hay không? Chị Tống, em thấy cái tên này không thích hợp để làm con rể của chị đâu, chị bảo Vân Uyển chia tay với cậu ta sớm đi, nếu không thì sớm muộn gì cậu ta cũng làm hại đến hai người. Lý Vân Uyển vẫn luôn im lặng bỗng nói với giọng không vui, dì chưa có tư cách để chõ miệng vào chuyện của cháu đâu. Dì cảm thấy địa vị của mình cao hơn cháu hay là dì cảm thấy mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn cháu nên dì mới có tự tin để nói ra những lời như thế hả? Bây giờ Lý Vân Uyển đã không còn là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Mộc Tử nhỏ bé lúc trước nữa rồi, tên tuổi của cô ấy nhiều không kể xiết, cái gì mà tổng giám đốc của Thiên Lai Capital, phó tổng giám đốc tập đoàn Hướng Thị, tổng giám đốc của dược phẩm Thiên Lai. Với những lý lịch như vậy, tất nhiên là cô ấy sẽ nói chuyện rất cứng rắn. Vi Họa Mi cũng không ngờ Lý Vân Uyển lại không khách sáo đến như thế, bà ấy giận đến đỏ bừng cả mặt. Liễu Tông Nham Toái cuối cùng cũng mở mắt và nói với Tống Chí Mai, tôi vẫn muốn nghe thử suy nghĩ của bà Tống xem cô quyết định như thế nào. Tống Chí Mai cũng biết rằng lúc này mình không thể im lặng được nữa. Bà ta quay đầu nói với Tề Đẳng Nhàn, tiểu Tề, không phải ta không tin vào năng lực của cháu mà là sự giúp đỡ mà ông Liễu Tông có thể cho ta chắc chắn sẽ lớn hơn cháu. Vậy cho nên cháu đừng nhúng tay vào chuyện này nữa. Vi Họa Mi nghe thấy lời này của Tống Chí Mai thì không khỏi thở phào một hơi. Lý Vân Uyển sững sờ. Thượng Tuyền Tinh Vũ bỗng nở nụ cười và nói, quyết định của bà Tống chắc chắn là quyết định sáng suốt nhất. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu và nói, dì Tống, dì chắc chưa? Một khi dì bước vào con đường này thì sẽ không còn đường để quay lại nữa đâu. Với tư cách là bạn trai của Vân Uyển, cháu không thể không nhắc nhở dì thêm một lần nữa. Và lại, sự kiên nhẫn của cháu thực ra cũng khá là có hạn. Lý Vân Uyển cũng vội vàng khuyên bảo, mẹ thực sự nên suy nghĩ cho kỹ đi rồi hắn quyết định. Vi Họa Mi nói, ban nãy bà ấy đã nói rất rõ ràng rồi, hai đứa còn ở đây làm nhảm cái gì nữa chứ? Nói như rồng leo, làm như mèo mửa, căn bản nhìn không rõ tình hình, mau đi đi, hôm khác lại đến, hôm nay hai đứa không nên đến đây. Tống Chí Mai lại một lần nữa bị lời nói của Tề Đẳng Nhàn và Lý Vân Uyển làm cho dao động. Mẹ không thể tin tưởng con được sao? Lý Vân Uyển đột nhiên lớn tiếng quát lên, mẹ muốn lên làm giám đốc, con hiểu, nhưng dù thế nào thì mẹ cũng đâu thể hợp tác đám người Kiệt Bành lòng lang dạ sói này được. Mẹ muốn bị bọn họ cắn ngược lại hay sao? Tống Chí Mai bất lực thở dài một hơi và nói, cũng được. Ông Liễu Tông, xin mọi người hãy cho tôi thêm một chút thời gian để suy nghĩ. Dù sao thì chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ. Thượng Tuyền Tinh Vũ dường như hận không thể giết chết Lý Vân Uyển, nếu như không phải cô ấy nhảy ra nói liên tục vài câu thì Tống Chí Mai sao có thể thay đổi ý định được. Muốn mở võ đường thì cứ làm theo quy định đi, khiêu chiến với từng võ đường một ấy, đánh cho đến khi mọi người đều công nhận các người có phải là được rồi không? Đi đường tắt làm gì chứ? Tề Đẳng Nhàn liếc nhìn Liễu Tông Nham Toái một cái và nhàn nhạt nói. Với sức mạnh của ông Liễu Tông đây, e rằng đó cũng đâu phải là một chuyện khó khăn nhỉ. Liễu Tông Nham Toái nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn và chậm rãi nói, cũng được, quay về tôi sẽ đến võ đường thiên đạo của Văn gia, hy vọng sẽ có người có thể đứng ra đấu với tôi một trận.
Tề Đẳng Nhàn cười cười với vẻ không quan tâm lắm, ông đây bây giờ đánh không lại Triệu Hồng Tụ, chẳng lẽ lại cũng đánh không lại ông sao? Đi! Liễu Tông Nham toái lạnh lùng đứng dậy và trực tiếp rời đi. Thượng Tuyền Tinh Vũ lắc đầu với Tống Chí Mai, bà đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất rồi đấy, tôi mong rằng bà sẽ thay đổi suy nghĩ. Vi Họa Mi ở bên cạnh sốt ruột nói, đừng mà. Ngồi xuống nói chuyện nữa đi. Hai người vẫn dứt khoát rời khỏi đó. Vi Họa Mi quay đầu nhìn hai người Lý Vân Uyển và Tề Đẳng Nhàn với ánh mắt giận dữ và lạnh lùng nói, ta mong rằng hai đứa có thể cho ta một lời giải thích hợp lý, nếu không thì đừng trách ta không khách sáo. Lý Vân Uyển nói, dì có thể không khách sáo đến mức nào được chứ? Dì thử không khách sáo một lần cho cháu xem nào. Tống Chí Mai lại cau mày nói, Vân Uyển, không được vô lễ với dì Vi. Lý Vân Uyển khẽ hừ một tiếng, bây giờ cô ấy có nhìn trái nhìn phải thế nào cũng cảm thấy Vi Họa Mi rất không vừa mắt, thế mà lại dám bắt mình chia tay với Tề Đẳng Nhàn. Không biết đây là bảo bối mà mình vất vả lắm mới nhặt được về hay sao? Có điều, tiểu Tề này, cháu cũng phải cho ta một lời giải thích hợp lý với được. Tống Chí Mai nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, trong ánh mắt không khỏi mang theo một chút bất lực. Vi Họa Mi nói, cậu ta có thể đưa ra lời giải thích như thế nào được cơ chứ? Hôm nay cậu ta đến đây chính là để phá hoại chuyện tốt của chúng ta. Tề Đẳng Nhàn tùy tiện rút tay ra khỏi túi và móc ra một viên ngọc tủy rồi đặt ở trên mặt bàn, thản nhiên nói, đây chính là lời giải thích của cháu. Tống Chí Mai kinh ngạc nói, ngọc tủy của giám đốc Long Môn Thượng Hải. Tại sao thứ này lại ở trên người cháu? Vi Họa Mi ở bên cạnh nhìn thấy thế thì cũng vô cùng bất ngờ, hai mắt sắp trợn ngược lên luôn rồi. Cháu, tại sao lại có thứ này? Vi Họa Mi nhìn Tề Đẳng Nhàn và hỏi với giọng ngạc nhiên. Tề Đẳng Nhàn không thèm để ý đến bà ấy mà chỉ nói với Tống Chí Mai, dì Tống, lời giải thích này đã đủ chưa? Vi Họa Mi lấy lại tinh thần rồi bắt đầu cười khẩy, cái này quá nửa là giả rồi, thứ đồ quý giá như ngọc tủy của giám đốc sao có thể ở trên người cậu ta được, hơn nữa lại còn tiện tay cất ở trong túi. Tống Chí Mai cau mày, cầm viên ngọc tủy lên và cẩn thận xem xét một lúc lâu, một lúc sau mới chậm rãi nói, hình như cái này thực sự là đồ giả. Vi Họa Mi nghe thấy thế thì ngay lập tức liên tục cười khẩy và nói, chị xem, em đâu có nói sai đâu. Cậu ta đến chính là để phá hỏng chuyện của chúng ta, hơn nữa còn lấy ngọc tủy giả ra để lừa lọc đảo điên. Chị Mai, chị nhìn lầm rồi, chị không nên để cậu ta làm con rể của mình đâu. Lý Vân Uyển không khỏi sửng sốt, không phải Tề Đẳng Nhàn chuẩn bị viên ngọc tủy giả này để gài bẫy Giang Sơn Hải hay sao? Sao lại mang nó đến trước mặt mẹ mình rồi? Tề Đẳng Nhàn bỗng ngẩn người, sau đó nở nụ cười xấu hổ, vội vàng cất viên ngọc tủy giả vào và nói, thật ngại quá, cháu lấy nhầm rồi, lấy phải đồ giả rồi. Sau khi nói xong lời này, hắn móc viên ngọc tủy thật ra và đặt ở trên bàn. Còn một cái nữa á, Vi Họa Mi lạnh lùng nói, cậu có biết ngụy tạo ngọc tủy của Long Môn sẽ phải gánh chịu trách nhiệm lớn đến nhường nào không? Người cuối cùng dám làm chuyện này, bây giờ cỏ ở trên mộ đã mọc cao ba thước rồi đấy. Sau khi đón lấy ngọc tủy, Tống Chí Mai lại vô cùng sững sờ, sau đó mới chậm rãi nói, cái này là ngọc tủy thật này, tôi đã từng nhìn thấy nó ở chỗ Văn Dũng Phu. Viên ngọc tủy này đã từng bị ông ta không cẩn thận đụng vào nên ở bên trong có một vết nứt rất nhỏ. Ban nãy tôi cũng đã dựa vào điểm này để phán đoán ra độ thật giả của ngọc tủy. Vi Họa Mi ngay lập tức sững sờ ngay tại chỗ, bà ấy nhìn về phía ngọc tủy ở trong tay Tống Chí Mai và liên tục nói, không, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Sao cậu ta lại có ngọc tủy của giám đốc Long Môn chúng ta được? Lý Vân Uyển nhìn Vi Họa Mi một cái với ánh mắt mỉa mai và nói, hỏi câu hỏi não tàn này làm gì chứ? Ngọc tủy ở trong tay anh ấy thì chỉ có thể chứng minh rằng anh ấy chính là giám đốc của Long Môn Thượng Hải thôi. Tống Chí Mai cũng dùng ánh mắt kinh ngạc và phức tạp không gì sánh được để nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn. Không sai, viên ngọc tủy này là do Lý Hà Đồ, hội trưởng của Tổng hội Long Môn đưa cho cháu đấy, chắc không phải đồ giả đâu. Vi Họa Mi, dì thân là thành viên của Long Môn Thượng Hải, nhìn thấy giám đốc là cháu đây mà còn không hành lễ à? Hay là dì không coi trọng quy tắc của Long Môn? Ánh mắt của hắn rơi trên người Vi Họa Mi và mang theo cảm giác áp bức vô cùng nặng nề. Vi Họa Mi run rẩy một cái,
trực tiếp cúi đầu xuống và trầm giọng nói, Vi họa mi bái kiến giám đốc. Tống Chí Mai cười khổ với Tề Đẳng Nhàn và nói, vậy cho nên bây giờ cháu chính là giám đốc của Long Môn Thượng Hải à? Ta và Giang Sơn Hải giành tới giành lui chỉ để giành lấy một trò cười thôi à? Tề Đẳng Nhàn lắc đầu và nói, cũng không thể nói là như thế được. Tống Chí Mai bất lực thở dài một hơi và đặt ngọc tủy lên trên bàn. Cháu không có hứng thú với việc quản lý Long Môn, mà gì thì lại là mẹ của Vân Uyển. Cháu nghĩ, đội cái danh là phó giám đốc để kiểm soát toàn bộ Long Môn Thượng Hải, đối với dì Tống mà nói, danh tiếng chắc là cũng không quan trọng đến như vậy đâu nhỉ. Tề Đẳng Nhàn nói một cách qua loa. Tinh thần Tống Chí Mai bỗng trở nên phấn chấn, bà nói ý của cháu là. Tề Đẳng Nhàn nói, ý của cháu là, cháu sẽ giao phó Long Môn Thượng Hải lại cho dì, để cho dì toàn quyền quản lý. Đề nghị này của cháu, dì cảm thấy như thế nào? Vi họa mi ở bên cạnh cũng không khỏi thất thần, Tề Đẳng Nhàn thế mà lại là giám đốc của Long Môn Thượng Hải, hơn nữa, hắn vậy mà lại bằng lòng giao lại toàn bộ quyền lực cho Tống Chí Mai. Quyền lực là thứ quyến rũ đến mức nào cơ chứ, thế mà hắn lại nói cho là cho. Chỉ vì Lý Vân Uyển thôi sao? Đùa gì vậy chứ? Sao lại có người hào phóng như vậy được? Phải biết rằng, vì để cạnh tranh chức vị giám đốc này, Giang Sơn Hải đã vứt bỏ cả người vợ đã kết tóc xe tơ với mình, thậm chí còn coi con gái như là một công cụ. Cái này, Tống Chí Mai nhìn Tề Đẳng Nhàn như đang nhìn vào người ngoài hành tinh, cháu nói thật à? Tề Đẳng Nhàn gật đầu và nói, thế nên cháu mới nói gì không cần phải hợp tác với đám người nước kiệt bành đó làm gì, cháu có thể cho gì những thứ gì muốn. Tống Chí Mai hít sâu vào một hơi, cố gắng xoa dịu tâm trạng của mình và nói, nếu như có thể nắm quyền thì có cái chức danh giám đốc hay không cũng không sao cả, vả lại, với quan hệ này của cháu và Vân Uyển, nếu như ta tuyên bố với thế giới bên ngoài thì cũng không lo không áp chế được người khác. Tề Đẳng Nhàn cười nói, cứ quyết định như vậy đi, đến lúc đó cháu sẽ giao lại quyền lực cho dì. Dì cứ lấy danh nghĩa của phó giám đốc để sử dụng quyền lực của giám đốc đi. Tống Chí Mai trực tiếp nở nụ cười, mạnh mẽ gật đầu và nói, được. Được được được. Ánh mắt nhìn về phía Lý Vân Uyển của bà không khỏi vô cùng hài lòng, cảm thấy con gái của mình thực sự rất có mắt nhìn người, thế mà lại chọn được một người bạn trai như thế này. Có điều, năng lực tốt thì năng lực tốt, nhưng hình như hắn có hơi thích đi trung tâm massage quá thì phải. Vi họa mi ở bên cạnh cũng có hơi kích động. Không ngờ rằng chuyện mà Tống Chí Mai ngày đêm suy tính thực ra lại có thể hoàn thành một cách tùy tiện như vậy. Bây giờ bà ấy thực sự muốn quay về mười mấy phút trước để mạnh mẽ tát cho chính mình vài cái bạt tai để cho mình tỉnh táo lại một chút và đừng nói ra những lời ngu xuẩn đó. Tề Đẳng Nhàn lại cùng Tống Chí Mai bàn bạc thêm một vài tình hình cụ thể, dù sao thì loại chuyện như chuyển giao quyền lực này cũng không phải là chuyện nhỏ. Liễu Tông Nham Toái nói muốn đến võ đường thiên đạo của Văn gia. E rằng đó không phải là nói đùa đâu mà thực sự là muốn đến gây rắc rối cho Văn gia. Tống Chí Mai chậm rãi nói, ta có chút tò mò, cháu và Văn gia đã hóa giải thù hận kiểu gì vậy? Tề Đẳng Nhàn nói, Văn Dũng Phu chết trong tay thuộc hạ của Hồng Thiên Đô là cá sấu, chuyện này không liên quan gì đến cháu cả. Và lại, chính người của Văn gia đã chủ động đến tìm cháu để cầu xin sự trợ giúp. Bọn họ bằng lòng chọn cách ủng hộ cháu để đổi lấy sự sống còn của Văn gia. Tất nhiên là cháu sẽ vui vẻ mà đồng ý rồi. Văn gia bây giờ rất trung thành với cháu. Tống Chí Mai cảm thấy có chút khâm phục thủ đoạn của Tề Đẳng Nhàn, dẫu sao thì trong lời đồn ở thế giới bên ngoài, cái chết của Văn Dũng Phu cũng có liên quan đến hắn. Thế nhưng bây giờ Văn gia lại trở thành những người hâm mộ trung thành của hắn. Vi họa mi nở nụ cười tâu toét, bà ấy chủ động vác mặt đi xin lỗi hai người Lý Vân Uyển và Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn không quan tâm lắm, Lý Vân Uyển cũng chẳng thèm để ý đến bà ấy. Quân sư cái gì chứ, thật là ngu ngốc, Lý Vân Uyển âm thầm cà khịa một câu với Tề Đẳng Nhàn, gương mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Sau khi ngồi lại thêm một lúc và uống lấy vài chén trà. Tề Đẳng Nhàn nhìn Lý Vân Uyển một cái và nói, hôm nay em có muốn ở lại với mẹ em không? Lý Vân Uyển nói, em ở lại với bà ấy làm gì? Đương nhiên là phải ở với anh rồi. Tề Đẳng Nhàn run rẩy một cái, đây là lại đến tiết mục móc thận rồi à? Ba lần trong một buổi chiều rồi mà vẫn chưa đủ hả?
Lý Vân Uyển nói với vẻ mặt kỳ quái, anh muốn tách em ra à? Anh có suy nghĩ gì đặc biệt hay sao? Tề Đẳng Nhàn nói, tôi đâu có muốn tách em ra đâu, rõ ràng chỉ là thuận miệng hỏi một câu thôi mà, em nghĩ nhiều quá rồi đấy. Lý Vân Uyển nói, em nghe nói Quan Quan bị thương phải nhập viện, ngày mai chúng ta đến thăm cô ấy đi. Tề Đẳng Nhàn nói, em đi là được rồi, ngày mai tôi còn có chút chuyện phải làm, dù sao thì Ngọc Tỷ Giả cũng đã đến rồi, đâu thể không đi lừa tiền được. Hai người đi khỏi chỗ của Tống Chí Mai, Lý Vân Uyển nói, mẹ em nói với em rằng anh rất thích đi đến trung tâm massage, bảo em trông anh kỹ hơn một chút. Tề Đẳng Nhàn đen sầm mặt, lần gặp mặt đầu tiên của hắn và Tống Chí Mai quả thực chính là khi hắn đi ra khỏi trung tâm massage Đông Phương Anh Hoa, có điều. Lần đó rõ ràng là Hoàng Kỳ Bân mời khách, hắn chỉ đi tẩm quất một chút thôi mà. Xem ra sự hiểu lầm của bố mẹ vợ đối với tôi cũng thật là sâu sắc. Cái này phải cần thời gian để từ từ hóa giải mới được. Tề Đẳng Nhàn bất lực nhún vai và nói. Dám đến trung tâm massage chơi bậy chơi bạ, cẩn thận ngày nào đó em sẽ móc thận của anh. Lý Vân Uyển cười gằn và nói. Khóe miệng Tề Đẳng Nhàn khẽ giật, chiều hôm nay không phải hắn đã bị móc thận rồi hay sao, còn cần đến hôm nào nữa chứ? Khỏi cần nghĩ cũng biết tối hôm nay đoán chừng hắn sẽ lại bị hung hăng móc thận rồi. Tê liệt rồi. Chỗ thuốc bổ mà lúc trước lấy ở chỗ lão tôn và cả mấy thứ thận dê, hào sống mà dạo gần đây hắn ăn hình như đều đã thành công cốc cả rồi. Có điều, cho dù có bồi bổ nhiều hơn nữa thì cũng không chống lại được độ chịu chơi của Lý Yêu Tinh đâu. Ngay đêm hôm đó, con yêu tinh đó đã buộc một kiểu tóc đuôi ngựa có thể giúp cho đàn ông gia tăng tốc độ tấn công và sức mạnh chí mạng, nhân tiện còn treo thêm hai quả chuông ở hai bên của tóc đuôi ngựa. Em không cần lo tôi sẽ đi đến trung tâm massage đâu, với cái tình hình này, chắc là tôi cũng không đi nổi nữa đâu. Thận cũng không cần móc nữa, thêm vài lần nữa thì đoán chừng nó cũng phế ngay thôi. Tề Đẳng Nhàn nằm bẹp, mệt đến toát mồ hôi. Bây giờ da đầu em vẫn còn đang đau đây này, có ai dùng sức kéo như anh không hả? Còn có mặt mũi mà mắng mỏ em à? Lý Vân Uyển vươn tay ra hung dữ véo lên gò má của hắn. Tề Đẳng Nhàn xấu hổ cười nói, cái này không phải là vì tôi cảm thấy tiếng chuông nghe hay quá hay sao? Chị gái, chị biết chơi quá đấy. Mặc dù cảm thấy sau khi bị móc thận thì sẽ mệt mỏi đến mức đau khổ, thế nhưng trong quá trình bị móc thận thì cũng khá là vui vẻ, nhất là khi phong cách của Lý Vân Uyển vô cùng đa dạng, cũng chỉ có Irina Zinva là có thể chiến đấu một trận với cô ấy thôi. Lúc trời còn chưa sáng, Tề Đẳng Nhàn đã chịu đựng cơn mệt mỏi để bò dậy và đứng tấn. Với những người có cơ thể suy nhược như hắn, nếu như không chăm chỉ dùng tam thể thức để củng cố lại thì nói không chừng sẽ ngã xuống vào một ngày nào đó. Đứng tấn trong khoảng nửa tiếng và chăm chỉ đánh một bài quyền. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy mình đã thoải mái hơn nhiều rồi, nắm đấm có sức, bước chân có lực, chỉ là nội tạng vẫn có hơi đau nhức trong lúc vận lực. Cái tên Hồng Thiên Đô đó mạnh quá, cơ mà đánh nhau với ông ta thực sự rất đã. Đáng tiếc là ông ta đã chết rồi. Không biết khi nào mới lại gặp được một đối thủ như vậy nữa. Tề Đẳng Nhàn nhắm mắt lại, lặng lẽ gồng sống lưng lên và bắt chước tư thế của Hồng Thiên Đô. Hồng Thiên Đô luyện cơ lưng có hơi lố lăng, trong bằng hình quyền pháp của ông ta, cách phát lực chính là sử dụng các nhóm cơ chính như cơ lưng giữa, cơ xô lớn, cơ xô nhỏ, cơ lưng dưới, cơ cầu vai trên, cơ cầu vai dưới. Khi các cơ đó thắt chặt lại, sau đó căng ra và bùng nổ. Nó sẽ tạo ra một sức mạnh vô tận. Những búi cơ sau lưng ông ta giống như đôi cánh của một con chim đại bàng to lớn vậy, một khi xòe ra, nó sẽ che khuất cả bầu trời và bay vút vạn dặm. Mình thực sự chưa từng nghiêm túc tập luyện bằng hình quyền, thứ mà bằng hình nghiên cứu thực ra chỉ là một chữ nhanh, binh gia quyền chính là bằng hình, thứ mà nó đánh ra chính là cú đấm như một mũi tên nhanh. Nhưng Hồng Thiên Đô hình như không giống thế. Con đường mà ông ta đi có cùng một quy luật với con đường mà mình đi khi dùng bát quái trưởng, đó là những đòn đánh mạnh mẽ và quyết liệt, các cơ sau lưng được tôi luyện kỹ càng, mỗi khi muốn vận lực, chỉ cần huy động cơ bắp có thể thực hiện được mà không cần giữ lại chút gì. Cơ cầu vai của Tề Đẳng Nhàn từ từ siết chặt, sau đó là siết chặt cơ lưng giữa, hắn cố gắng kéo lưng lên phía trên nhưng vẫn rất khó để tìm thấy cảm giác kỳ diệu như khi Hồng Thiên Đô gồng lưng lên. Đột nhiên, Tề Đẳng Nhàn khí tụ đan điền, lại gồng lên một cách mạnh mẽ và hung hăng mở cơ lưng giữa ra, hai búi cơ ở hai bên phát ra những tiếng va két két. Chính là cảm giác này,
Lý Tiểu Long có một hình ảnh kinh điển, đó là mở cửa sổ ra và gồng cơ lưng giữa, trông giống như là một đôi cánh rơi đang dang rộng ở phía sau lưng vậy. Bắt đầu từ ngày mai mình cứ tập trung vào việc luyện cơ lưng giữa là được rồi, chăm chỉ kéo xà đơn, khi nào có thời gian thì đến phòng gym để tập kéo lưng. Tề Đẳng Nhàn đã lĩnh hội được cảm giác căng và giãn cơ của ban nãy rồi, cảm thấy mình đã chạm đến được một chút nguyên lý. Con nhện đạp nước mà Chiêm Tinh đã nghiên cứu trong suốt mấy năm, hắn nhìn một cái là đã học được rồi, dù cho bằng hình quyền của Hồng Thiên Đô có bí ẩn và kỳ diệu hơn nữa thì hắn cũng chỉ cần bỏ ra một chút thời gian là có thể bẻ khóa được thôi. Đang đắm chìm trong khám phá bất ngờ của mình, Tề Đẳng Nhàn bỗng nghe thấy tiếng chuông vang lên từ phía đầu giường. Hắn quay đầu sang thì thấy Lý Vân Uyển đang ngáp dài và bò dậy, trên đỉnh tóc đuôi ngựa vẫn còn đang treo chuông, mỗi khi cô ấy lắc lư là nó lại kêu lên leng keng. Lý Vân Uyển cười nói, anh Tề, anh siêng năng thật đấy, mới sáng sớm mà đã dậy luyện võ rồi. Tề Đẳng Nhàn nhịn không được mà đưa tay ra kéo cái chuông kia kêu leng keng, hắn nói, không phải tôi đang sợ mình bị em chơi đến phế luôn hay sao? Lý Vân Uyển nói, không phải anh đã chơi rất vui hay sao? Cô ấy thuận thế quỳ dậy và nói với giọng dịu dàng, luyện võ cả một buổi sáng rồi, chắc vất vả lắm nhỉ? Nào, đến nghe tiếng chuông kêu tuyệt vời đi. Khóe miệng của Tề Đẳng Nhàn run lên, thật đấy, tha cho quả thận của chúng ta đi. Có điều, ai lại có thể từ chối được tóc đuôi ngựa với tiếng chuông vui vẻ được cơ chứ? Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không? Tóm lại là khi Tề Đẳng Nhàn đi ra khỏi khách sạn, hắn cảm thấy bước chân của mình bỗng có chút bay bổng. Lý Vân Uyển chạy thẳng đến bệnh viện thăm Dương Quan Quan, còn Tề Đẳng Nhàn thì cầm ngọc tủy và chuẩn bị đi tìm Giang Sơn Hải. Vết thương của Dương Quan Quan đã khỏi được 7-8 phần rồi, bây giờ các sinh hoạt bình thường đã không còn vấn đề gì nữa, đoán chừng vài ngày nữa thôi là sẽ lại có thể nhảy nhót và luyện võ rồi. Không được để ai móc thận mình nữa. Nếu không thì tốc độ hồi phục này cũng không thể theo kịp đâu. Tề Đẳng Nhàn nghĩ vậy, cảm thấy đi đường mà chân không chạm đất. Không bao lâu sau, hắn đến được dinh thự của Giang gia. Sau khi nhìn thấy hắn, sắc mặt của quản gia nhà Giang Sơn Hải ngay lập tức biến đổi giống như vừa nhìn thấy ma vậy, ông ta sợ đến mức rụt cả cổ vào. Không cần sợ, tôi đến là để thăm ông Giang mà thôi, dù sao thì bây giờ con gái của ông ấy cũng là bạn gái của tôi mà. Tề Đẳng Nhàn nhe răng cười và vỗ vỗ vào vai của quản gia. Quản gia run lên bần bật, cái tên đại ma vương này, hắn là người không thể chọc vào. Tề Đẳng Nhàn nói, phiền ông đi vào thông báo một tiếng, tôi đến để thăm hỏi. Quản gia gật gật đầu và đi vào báo cáo tình hình với Giang Sơn Hải. Giang Sơn Hải nghe thấy Tề Đẳng Nhàn thế mà lại tới tìm mình thì không khỏi nhíu chặt mày. Sau đó thẹn quá hóa giận mà nói, cậu ta lại còn dám tới tìm tôi à? Chẳng lẽ cậu ta chê mình chết chưa đủ nhanh hay sao? Lần trước khi trở mặt với người trong nhà, ông ta đã bị Tề Đẳng Nhàn tóm lấy và mạnh mẽ giáng cho mấy cái bạt tai, bây giờ mặt ông ta vẫn còn sưng đây này. Không gặp. Giang Sơn Hải phất tay một cái và bảo quản gia không cho Tề Đẳng Nhàn vào nhà. Lời còn chưa nói hết thì đã nghe thấy tiếng bước chân truyền đến và nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn xuất hiện ở lối vào, cười híp mắt và nói, ông Giang, tôi đến thăm ông đây. Giang Sơn Hải tức đến mức trong lòng liên tục chửi thề, ông ta nói, nơi này không chào đón cậu, cậu cút ra ngoài cho tôi ngay lập tức. Nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo. Tề Đẳng Nhàn lại nói, tôi đến tìm ông là để bàn chuyện làm ăn mà, nếu như ông từ chối tôi thì tôi sẽ ngay lập tức đi tìm Tống Chí Mai. Giang Sơn Hải nghe thấy Tề Đẳng Nhàn nhắc đến tên của Tống Chí Mai, kẻ thù không đội trời chung của mình thì không khỏi cau mày, có điều, bởi vì động tác quá mạnh dẫn đến cái mặt đã bị thương của ông ta càng thêm đau nhói. Ông ta sầm mặt nói, nếu như cậu đã muốn bàn chuyện làm ăn thì cứ bàn đi, để tôi xem cậu có thể giở trò quái quỷ gì được. Tề Đẳng Nhàn nói, ai yo yo, ông Giang thật là thích nói đùa quá đi. Tôi là bạn trai của Giang Khuynh Nguyệt, là con rể của ông mà. Sao có thể giở trò quái quỷ gì được cơ chứ? Biểu cảm thẹn thùng này là cái quái gì đây? Giang Sơn Hải có một sự kích thích muốn lấy đế giày để vả vào cái gương mặt thối tha đó của hắn. Còn nữa, con rể cái quần què chứ con rể, Giang mỗ đây tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình có loại con rể dám vả vào mặt bố vợ như thế này. Đừng có ở đây nói sằng nói bậy nữa,
có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Giang Sơn Hải lạnh lùng nói. Tôi biết tất cả những việc mà ông Giang đây làm không gì khác ngoài mục đích lên làm giám đốc của Long Môn Thượng Hải mà. Có đúng không nào? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Giang Sơn Hải cười khẩy và không nói gì, mấy lời nói nhảm kiểu này, ông ta cũng lười trả lời. Tề Đẳng Nhàn bèn thản nhiên nói, tôi có thể cho ông Giang tất cả những gì mà ông muốn, tiền đề chính là ông phải bằng lòng bỏ tiền ra, và lại sẽ không bao giờ làm khó Giang Khuynh Nguyệt nữa. Mối quan hệ bố con giữa Giang Sơn Hải và Giang Khuynh Nguyệt có thể nói là đã tan vỡ rồi, dù sao ông ta còn có thể lấy sự an toàn tính mạng của vợ trước ra để uy hiếp con gái mình, thế thì còn tốt thế nào được nữa. Sau khi nghe thấy lời này, Giang Sơn Hải không tự chủ được mà nở nụ cười chế nhạo, ông ta nói cậu có thể cho tôi tất cả những gì mà tôi muốn. Ha ha ha, nói đùa cái gì chứ? Tề Đẳng Nhàn nói, nếu như ông không tin thì tôi đi tìm Tống Chí Mai đấy nhé. Tống Chí Mai nói rồi, con gái của bà ta cực kỳ xinh đẹp, bà ta có thể gả con gái cho tôi. Giang Sơn Hải bất chợt cạn lời, ông ta không tin Tống Chí Mai lại bằng lòng tin vào cái tên chẳng ra gì này đâu. Nói suông không được mà, thế thì tôi cho ông chút lòng tin vậy. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói. Hắn đưa tay vào trong túi sờ sờ một chút, sau đó lấy ra viên ngọc tủy giả kia. Dùng hai ngón tay nắm vào sợi dây khiến cho viên ngọc tủy lắc lư ở trước mặt Giang Sơn Hải. Sau khi nhìn thấy ngọc tủy, sắc mặt của Giang Sơn Hải ngay lập tức thay đổi, ông ta nói với giọng kinh ngạc, ngọc tủy của giám đốc Long Môn Thượng Hải. Cái này, sao có thể được chứ? Tề Đẳng Nhàn nói, như những gì ông thấy, đây chính là ngọc tủy của giám đốc Long Môn Thượng Hải. Giang Sơn Hải tức giận nói, tại sao nó lại ở trong tay cậu? Tề Đẳng Nhàn nói, Văn Dũng Phu chết ở trong tay tôi mà, cái thứ này đương nhiên là phải ở trong tay tôi rồi, ông không biết à. Lúc này đầu óc Giang Sơn Hải mới bỗng giật mình và đột nhiên nhớ tới chuyện này, nghe đồn chính là như vậy, Văn Dũng Phu chết ở Trung Hải, chính là chết ở trong tay một người trẻ tuổi tên là Tề cái gì gì đó, lúc ấy ông ta cũng không quá để tâm. Điều này làm cho Giang Sơn Hải vừa khiếp sợ vừa mừng điên lên, điều làm cho ông ta khiếp sợ chính là... Người ở trước mắt ông ta bây giờ vậy mà lại là kẻ đầu sỏ đã đánh chết Văn Dũng Phu, điều làm cho ông ta mừng điên lên chính là, hắn vậy mà lại nắm giữ ngọc tủy của giám đốc. Có điều, suy nghĩ của ông ta lại đột nhiên xoay chuyển, ông ta lạnh lùng nói, không đúng. Nếu như cậu đánh chết Văn Dũng Phu thì tại sao hai người Văn Tư Thuận và Tần Đường Ngọc lại đi theo cậu? Tề Đẳng Nhàn phì cười một tiếng và nói, cái mạng của Văn Phu Nhân còn đang ở trong tay tôi. Bọn họ dám không nghe lời của tôi sao? Giang Sơn Hải kinh ngạc nói, cậu mới có tí tuổi đầu mà đã có thủ đoạn độc ác như thế rồi à? Thậm chí còn kiểm soát cả Văn Phu Nhân nữa. Tề Đẳng Nhàn nói, chả thế thì gì? Hay là ông đi nghe ngóng thử xem, cái mạng đó của Văn Phu Nhân có phải là tôi nhặt về cho bà ta hay không? Giang Sơn Hải không nói gì nữa mà chỉ nhìn vào ngọc tủy trong tay Tề Đẳng Nhàn với ánh mắt say mê. Tề Đẳng Nhàn đột nhiên nắm ngọc tủy vào trong lòng bàn tay, không cho ông ta nhìn nữa rồi cười nói, sao nào, bây giờ có phải là có thể bàn chuyện làm ăn rồi hay không? Ha ha ha, con rể ngoan, ngồi xuống từ từ nói chuyện nào. Chúng ta thậm chí còn có thể bàn bạc chuyện kết hôn cơ mà, cậu xem, Giang Khuynh Nguyệt gả cho cậu vào lúc nào thì hợp lý. Vẻ mặt Giang Sơn Hải bỗng chốc thay đổi và nói với giọng nhiệt tình không gì sánh được. Tề Đẳng Nhàn vô cùng khinh thường thứ nhân phẩm này của ông ta, hắn nói, đừng có lôi kéo làm quen nữa, vô dụng cả thôi. Tôi nói rồi, phải xem ông có chịu bỏ tiền ra hay không. Giang Sơn Hải ngẩn người trong chốc lát rồi cau mày nói, người một nhà nhắc chuyện tiền nong làm gì chứ? Đồ của tôi chẳng phải sau này cũng là đồ của cậu hay sao? Tề Đẳng Nhàn nói, tôi đi tìm Tống Chí Mai nhá, người ta vừa tặng con gái vừa tặng tiền, có thành ý ghê lắm. Giang Sơn Hải vội vàng đứng dậy và nói, từ từ, chờ đã, có gì từ từ nói mà. Tề Đẳng Nhàn cười cười và nói, nếu không phải tôi thấy Giang Khuynh Nguyệt lớn lên xinh xắn, dáng cao chân dài thì tôi cũng chẳng thèm đến đây thương lượng với ông đâu, Tống Chí Mai có thành ý hơn ông nhiều lắm. Phù, bà ta ra cái giá như thế nào? Giang Sơn Hải thở phào một hơi và chậm rãi hỏi. Nhiều thế này này, Tề Đẳng Nhàn giơ một ngón tay lên rồi lắc lắc. Giang Sơn Hải nói, 100 triệu, Tống Chí Mai keo kiệt quá đấy,
tôi trả 500 triệu để mua đứt ngọc tủy trong tay cậu. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu và nói, Phó Giám đốc Giang nghĩ sai rồi thì phải, cái giá mà Tống Chí Mai đưa ra là 1 tỷ. 1 tỷ, không thể nào, bà ta làm gì có nhiều tiền như thế chứ? Giang Sơn Hải sững sờ trong chốc lát rồi nói với giọng phủ định. Thế thì thôi vậy, Tề Đẳng Nhàn xoay người chuẩn bị rời đi. Giang Sơn Hải vội vàng nói, từ từ, chờ đã. Tôi cũng trả 1 tỷ, hơn nữa còn gả Giang Khuynh Nguyệt cho cậu. Tề Đẳng Nhàn nói với giọng khinh thường, không có thành ý, Tống Chí Mai cũng trả 1 tỷ và cũng bằng lòng gả con gái cho tôi, hơn nữa còn muốn tặng tôi một chiếc Aston Martin 177. Tôi cảm thấy vẫn là bán cho bà ta thì hơn. Khóe miệng Giang Sơn Hải điên cuồng co rút, luôn cảm thấy cái tên này đang thừa nước đục thả câu. Có điều, ông ta cũng hiểu rất rõ, nếu như viên ngọc tủy này rơi vào tay của Tống Chí Mai thì sẽ có hậu quả như thế nào? 2 tỷ, nếu còn mặc cả nữa thì tôi sẽ đi luôn. Tề Đẳng Nhàn nhìn Giang Sơn Hải, giơ hai ngón tay ra và trực tiếp hét giá. Sau khi nghe thấy con số này, Giang Sơn Hải ngẩn người một lát, sau đó vẻ mặt trở nên khó coi, không ngờ rằng khẩu vị của Tề Đẳng Nhàn lại lớn đến như vậy. Vừa mới mở miệng đã đòi 2 tỷ, thật sự coi tiền là thứ được gió lớn thổi tới hay sao? Tề Đẳng Nhàn nói, không muốn à? Không muốn thì thôi vậy, tôi bán cho Tống Chí Mai là được rồi, ít nhiều gì người ta còn tặng tôi thêm một chiếc siêu xe. Giang Sơn Hải nói, chờ đã, tôi bằng lòng trả số tiền đó, tôi sẽ mua viên ngọc tủy này. Tất nhiên ông ta không thể để Tề Đẳng Nhàn bán ngọc tủy cho Tống Chí Mai rồi. Nếu không thì ông ta sẽ rơi vào thế hạ phong trong cuộc chiến tranh giành vị trí giám đốc này mất thôi. Lấy được ngọc tỷ cũng giống như thái tử cổ đại lấy được ngọc tỷ truyền quốc vậy, có thể danh chính ngôn thuận mà lên ngôi. Mặc dù bỏ ra 2 tỷ thì rất đau lòng nhưng vẫn phải bỏ ra mới được. Chuyển tiền đi, đây là tài khoản ngân hàng ở Thủy Quốc của tôi, sau khi tiền được chuyển vào tài khoản, ngọc tỷ này sẽ là của ông. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười và nói, đương nhiên. Giang Khuynh Nguyệt cũng là của tôi. Giang Sơn Hải cầm lấy điện thoại di động và bắt đầu chuyển khoản, thủ tục để chuyển khoản số tiền cách xù này đương nhiên là có chút phiền toái. Sau khi trải qua một loạt xác minh, tiền được chuyển tới thẻ ngân hàng Thủy Quốc trong tay Tề Đẳng Nhàn. Giang Sơn Hải nói, tiền đã được chuyển sang rồi đấy, cậu tự xem đi. Tề Đẳng Nhàn vui đến nở hoa, hắn thẳng tay ném ngọc tủy cho Giang Sơn Hải và nói, cho ông này. Giang Sơn Hải sợ tới mức vội vàng bắt lấy, nâng niu nó trong lòng bàn tay như bảo bối, tức giận trừng mắt nhìn Tề Đẳng Nhàn và nói, vật quý giá như vậy mà cậu tùy tiện ném đi như thế, nhỡ nó rơi vỡ thì sao? Tề Đẳng Nhàn nói, rơi vỡ rồi thì tính là lỗi của ông chứ gì nữa. Giang Sơn Hải cạn lời một hồi, sao lại có người vô liêm sỉ đến thế cơ chứ? Mẹ nó, làm lừa đảo kiếm tiền nhanh thật đấy, trước đây sao mình không nghĩ ra nhỉ? Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà thầm nghĩ. Sau khi nhận được ngọc tủy, Giang Sơn Hải cầm nó trong tay và cẩn thận đánh giá, cho dù là chế tác hay là tính chất đều không tìm ra bất cứ khuyết điểm nào, điều này khiến cho ông ta khẽ gật đầu. Ông ta chưa từng được tận tay sờ vào ngọc tủy của Văn Dũng Phu như Tống Chí Mai nên hoàn toàn không biết bên trong viên ngọc tủy thật có một vết nứt rất nhỏ. Càng huống hồ viên ngọc tủy này vốn là do bậc thầy chế tác trong nhà tù U Đô làm ra. E rằng người của Tổng hội có đến xem thì cũng có thể lấy giả cháo thật và không tìm ra bất cứ sơ hở nào. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy Thượng Hải đúng thật là đất lành của mình, trước là hốt được mẻ lớn ở chỗ Triệu Man Nhi, bây giờ lại lấy được 2 tỷ từ chỗ của Giang Sơn Hải. Giang Sơn Hải cất ngọc tủy đi rồi lạnh lùng nói, được rồi, cậu có thể đi khỏi đây rồi. Tề Đẳng Nhàn nói với giọng ngạc nhiên, thế còn vụ gả Giang Khuynh Nguyệt cho tôi thì sao? Chọn ngày đi chứ. Giang Sơn Hải cười khẩy và nói, cậu còn muốn bắt tôi gả con gái cho cậu hả? Nằm mơ giữa ban ngày đấy à? Cút mau cho tôi. Tề Đẳng Nhàn nhún vai và nói, ông Giang thật là không giữ chữ tín mà, có điều, nếu như đã bán cho ông rồi thì thôi vậy. Tôi đi đây, không làm phiền nữa. Sau khi nói xong, Tề Đẳng Nhàn trực tiếp xoay người rời đi. Đợi đến khi hắn đi rồi, Giang Sơn Hải bỗng chốc ha ha cười lớn, vẻ mặt dữ tợn. Nói, đợi đến khi tôi lên làm chủ của Long Môn Thượng Hải rồi tôi sẽ lại từ từ chơi đùa với cậu. Cậu đã ăn vào bao nhiêu, tôi sẽ bắt cậu phải nhè ra gấp bội.
Chính vào lúc này, có một bóng người đi ra từ góc rẽ của tầng 2. Người này chính là người vợ hiện tại của Giang Sơn Hải, Sở Tiên Giao. Giang Sơn Hải, cái giá 2 tỷ, hình như có hơi lớn quá rồi. Vẻ mặt Sở Tiên Giao tái nhợt và mang theo một chút bệnh trạng, bà ta vừa ho vừa nói. Phu nhân đến rồi à? Ha ha, 2 tỷ thì có tính là gì chứ? Đợi đến khi tôi lên làm chủ của Long Môn Thượng Hải rồi, thứ mà tôi có chính là quyền lực, có thể kiếm được nhiều tiền gấp bội. Giang Sơn Hải ngắm nghía viên ngọc tủy trong tay và ha ha cười lớn. Sở Tiên Giao nói, nếu như ngọc tủy đã đến tay thì việc ông lên làm giám đốc cũng là chuyện ván đã đóng thuyền rồi, thế thì vợ trước của ông cũng không còn tác dụng gì nữa đâu. Giang Sơn Hải bèn nói, cũng đúng, tôi sẽ ngay lập tức cho người trừ khử bà ta. Sở Tiên Giao lắc đầu và nói, không vội đâu, tôi đã liên lạc với người của Lâm gia ở Bắc Kinh và bảo bọn họ chọn cho một người trẻ ưu tú rồi. Người đó lên là Lâm Từ Long, hiện đang làm việc ở trong bộ chiến tranh, tương lai đầy hứa hẹn, cứ để Giang Khuynh Nguyệt gả cho cậu ta đi. Hai mắt Giang Sơn Hải sáng lên, ông ta nói, không tồi, Lâm gia vốn là người thuộc phe phái của Triệu gia, chúng ta làm việc cho Triệu gia nhưng từ đầu đến cuối vẫn khó có thể có được sự coi trọng. Sau khi liên hôn với Lâm gia, ít nhiều gì cũng sẽ được coi trọng hơn một chút. Sở Tiên Giao cười khẩy và nói, nếu như con bé không đồng ý hoặc lại dở trò giống như lần trước thì ông cứ bảo người giết chết mẹ nó ở ngay trước mặt nó đi. Giang Sơn Hải gật đầu lia lịa và cười nói, con bé đối với mẹ nó tình sâu nghĩa nặng, chắc chắn sẽ không dám không đồng ý. Bà bảo người của Lâm gia đến đây đi, sau đó tôi sẽ lập tức gọi đứa con gái bất hiếu đó bỏ về đây. Sở Tiên Giao nói, nhân tiện bắt cái tên họ Tề kia nhè hết 2 tỷ này cả gốc lẫn lãi ra đi. Giang Sơn Hải nói, phu nhân cao minh. Đối với một kẻ máu lạnh ác độc như Giang Sơn Hải mà nói, quyền lực là thứ vượt lên tất cả, cái gì mà tình yêu, tình thân, tất cả đều là vô nghĩa mà thôi. Nếu như Ngọc Tủy đã đến tay thì mẹ của Giang Khuynh Nguyệt đã hết tác dụng rồi, cũng không cần phải suy nghĩ đến việc nhất định phải bán Giang Khuynh Nguyệt đi với giá tốt nữa. Gánh nặng, vứt đi là được rồi. Tề Đẳng Nhàn ôm 2 tỷ vừa mới đến tay và rời đi, trong lòng vô cùng thoải mái, mặc dù trước đây hắn cũng rất giàu có nhưng chỗ tiền đó đều là tiền của người khác. Còn chỗ tiền này đều là tiền mình kiếm về từng đồng từng cắc một. À, lừa về mới đúng. Đợi đến khi diễn ra hội nghị Long Môn Thượng Hải, lúc Giang Sơn Hải cầm ngọc tỷ giả và xuất hiện với vẻ đầy tham vọng, không biết đó sẽ là cảnh tượng như thế nào đây nhỉ? E rằng sẽ buồn cười đến chết ông đây mất thôi. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà cười trên nỗi đau của người khác. Bất cứ ai bỏ ra 2 tỷ để mua về một thứ đồ giả e rằng đều sẽ phải tức đến hộc máu ngay tại chỗ thôi nhỉ. Bạn gái ơi, cô đang ở đâu thế? Tôi vừa mới lấy được một ít tiền từ chỗ của bố cô, tôi chia một ít cho cô này. Tề Đẳng Nhàn gửi một tin nhắn cho Giang Khuynh Nguyệt. Kể từ khi trở thành bạn bè, hai người chưa bao giờ liên lạc với nhau. Đây là lần đầu tiên Tề Đẳng Nhàn gửi tin nhắn cho cô ta. Giang Khuynh Nguyệt nhận được tin nhắn của Tề Đẳng Nhàn thì không khỏi sững sờ, sau đó cười khẩy và trả lời, đồ đàn ông cặn bã, ai là bạn gái của anh, tôi đâu có thừa nhận đâu. Tề Đẳng Nhàn trả lời, số tiền ở chỗ tôi đủ để cô gánh vác tất cả mọi thứ của mẹ cô, không cần thì thôi vậy. Hắn cũng là một người có lương tâm, hắn rất thông cảm cho hoàn cảnh của Giang Khuynh Nguyệt, vả lại. Nếu như không chia bớt số tiền bất chính này cho cô ta thì sẽ khiến cho hắn cảm thấy không yên lòng. Anh đến studio của tôi đi. Tôi gửi địa chỉ cho anh rồi đấy. Giang Khuynh Nguyệt suy nghĩ một chút, cho dù là thật hay giả thì hiện tại cô ta thực sự cần rất nhiều tiền, vậy nên cô ta đã trực tiếp gửi định vị cho Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn lập tức gọi một chiếc xe và đi thẳng đến studio của Giang Khuynh Nguyệt. Giang Khuynh Nguyệt tự mình mở một studio không lớn cũng không nhỏ. Dưới trướng đào tạo một vài người mẫu, chuyên môn nhận quảng cáo thời trang và làm người đại diện cho một số sản phẩm. Vì để kiếm tiền, cô ta thường xuyên tự mình ra trận. Giang Sơn Hải thật đúng là không ra gì, mình lừa ít mất rồi. Sau khi tìm hiểu tình hình, Tề Đẳng Nhàn cảm thấy có chút hối hận. Chẳng bao lâu sau, Tề Đẳng Nhàn đã đến được studio của Giang Khuynh Nguyệt. Studio này là một phòng cho thuê, ở thành phố Thượng Hải này. Tiền thuê mỗi tháng cũng không hề rẻ. Lúc này, Giang Khuynh Nguyệt đang sửa sang lại một bộ ảnh của người mẫu,
Sau khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn đến rồi, cô ta tiện tay đóng tài liệu lại và nói, anh không liên lạc với tôi sắp quên mất anh là ai luôn rồi. Tề Đẳng Nhàn nói với giọng bất ngờ, có lẽ đó là lần đầu tiên cô bị đàn ông đuổi xuống xe, ấn tượng phải rất sâu sắc mới đúng chứ. Nghe thấy lời này, Giang Khuynh Nguyệt không khỏi sững sờ một lúc, sau đó bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, tên đàn ông cặn bã này còn có mặt mũi để nhắc đến chuyện đó à? Sau khi nói xong, Tề Đẳng Nhàn cũng cảm thấy có hơi hối hận, hội chứng IQ thấp bất thình lình lặp đi lại lại của mình lại tái phát rồi, có lẽ là do dạo gần đây bị rút cạn nhiều quá. Nhị đương gia của chúng ta chính là người đàn ông đã tôi luyện ra thứ IQ cao ngất trời, nhất định chỉ là do sức khỏe không ổn định cho nên mới hoa mắt chóng mặt và nói ra những lời như vậy mà thôi. Giang Khuynh Nguyệt đứng dậy và nói, qua bên kia ngồi nói chuyện đi. À, quần tất đen. Giang Khuynh Nguyệt đến gần cơ thể cao 1m8, mặc váy ôm mông kết hợp với quần tất đen, lực sát thương đó quả thực quá khủng khiếp. Giang Khuynh Nguyệt hừ lạnh một cái và nói với giọng khinh bỉ, đẹp lắm nhỉ. Nếu như anh ân cần với tôi hơn một chút, nói không chừng sau này tôi còn có thể cho anh sờ thử xem. Cô ta nói điều này với một chút giễu cợt, ý nghĩa rất đơn giản, anh đừng bao giờ ôm cái mộng ảo tưởng như vậy nữa. Mặc dù vô cùng không thích Tề Đẳng Nhàn nhưng Giang Khuynh Nguyệt vẫn rất có tố chất, trước tiên là đi rót nước nóng, sau đó là pha cà phê Lam Sơn mà bình thường mình cũng không nỡ uống. Lại cầm thêm hai miếng bánh ngọt nhỏ sinh ra để chiêu đãi. Tề Đẳng Nhàn thấy cô ta tiếp đón lịch sự thì cảm thấy cô gái này cũng không tệ, so với bố cô ta là Giang Sơn Hải thì mạnh hơn không chỉ gấp trăm lần. Lần trước cô đã từng nói với tôi về tình hình của mẹ cô. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói. Chuyện này thì có liên quan gì đến anh chứ? Anh cũng đâu có giúp được gì. Nếu như anh có tiền thì tôi còn có thể đi tìm anh để vay một chút. Giang Khuynh Nguyệt thở dài một hơi và nói. Anh nhìn studio của tôi đi, thực ra làm ăn cũng không tồi lắm, các người mẫu dưới trướng tôi ngày nào cũng bận đến phát điên. Nhưng lợi nhuận cũng chẳng nhiều, tiền thuê nhà, điện nước là đi ngay một khoản lớn, tiền mời nhiếp ảnh ra còn khủng khiếp hơn nữa. Mỗi một tháng có thể để dư ra 10 vạn để gửi cho mẹ tôi là đã khá lắm rồi, thế nhưng anh biết đấy, ở bên Đức. Sức mua của đồng tiền EUA và đồng tiền của Hoa Quốc hoàn toàn không phải là ở cùng một đẳng cấp. Chấm chấm chấm. Tề Đẳng Nhàn nhìn Giang Khuynh Nguyệt và sững sờ một lúc, cô gái này trông thì khá lạnh lùng, nhưng trên thực tế, cô ta có vẻ là một người nói nhiều. Dù sao thì lần trước khi ở trên xe Jeep, Giang Khuynh Nguyệt ở bên cạnh lải nhải không ngừng, lúc đấy hắn đang nghĩ đến chuyện khác, đại khái cũng chỉ nghe được một nửa. Giang Khuynh Nguyệt đột nhiên gõ bàn với vẻ không hài lòng và nói, này này này, cái tên họ Tề kia, anh có đang nghe không đấy? Tề Đẳng Nhàn bưng tách cà phê lên, uống một ngụm, cười cười và nói, có đang nghe, cơ mà cô có nghe lọt lời của tôi hay không đấy? Trước khi đến tôi đã nói với cô rằng tôi vừa mới kiếm được một số tiền lớn từ chỗ bố cô, vừa hay có thể chia cho cô một ít, hoàn toàn đủ để cô gánh vác mọi thứ của mẹ cô. Giang Khuynh Nguyệt nói, bớt nói đùa đi, anh có tài cán gì mà kiếm được tiền từ chỗ ông ta chứ? Ông ta có khác gì loại người vắt cổ chảy ra nước đâu. Tề Đẳng Nhàn nói, tôi bán một thứ cho ông ta, lấy được 2 tỷ. Tôi chia 100 triệu cho cô, giúp cô giải quyết hoàn cảnh khó khăn, thế nào? Phì! Chính vào lúc này, trợ lý đi ngang qua nghe thấy Tề Đẳng Nhàn nói như vậy thì nhịn không được mà cười ra thành tiếng. Thứ gì mà đáng giá 2 tỷ chứ? Còn nữa, vừa mới mở miệng đã nói muốn cho người ta 100 triệu, có ai lại bốc phét như vậy không hả? Tự coi mình là tỷ phú thật đấy à? Giang Khuynh Nguyệt cười nói, anh đừng nói với tôi đó là 100 triệu đô la Zimbabwe hay là Bolivar Venezuela đấy nhé. Tôi nói cho anh biết này, muốn theo đuổi con gái ấy mà, chém gió thì cũng được đấy nhưng mà đừng có chém quá. Còn nữa, quà tặng là thứ rất quan trọng. Anh chỉ chém gió suông mà không có quà tặng, vừa nhìn đã thấy không đạt tiêu chuẩn rồi. Nói thật lòng, có phải là anh chưa từng yêu đương hay không? Tề Đẳng Nhàn nói, quà tặng, có chứ, cầm lấy này. Hắn tiện tay lấy ra một con búp bê và ném vào trong lòng Giang Khuynh Nguyệt. Giang Khuynh Nguyệt vội vàng đưa tay ra đón lấy, sau đó trợn mắt lên lườm hắn. Người trợ lý kia nhìn thấy một màn này thì trực tiếp quay lưng lại và cười đến uốn éo cả người.
Cũng không biết tên đàn ông ngốc này từ đâu tới, ai cho anh ta tự tin mà theo đuổi Giang Tiểu Thư thế. Tặng quà cho người như Giang Tiểu Thư mà lại tặng búp bê, cũng thật là lợi hại quá đi. Trợ lý không nhịn được mà khẽ giọng chế giễu với mấy người mẫu đang nghỉ ngơi ở bên cạnh. Lần cuối cùng tôi nhận được món quà kiểu như búp bê này chắc là 10 năm trước nhỉ. Lúc còn học cấp 3, một người mẫu nở nụ cười và nói. Các cô hiểu cái gì chứ, người ta đây là ngây thơ chất phác. Tặng mấy thứ như kiểu búp bê, có cảm giác như mối tình đầu ấy. Lại một người mẫu khác lên tiếng. Tóm lại, ở trong mắt mọi người, Tề Đẳng Nhàn đã trở thành một tên đàn ông ngốc nghếch keo kiệt, dù sao thì tặng món quà như thế này cho người phụ nữ thuộc đẳng cấp này như Giang Khuynh Nguyệt, khó tránh khỏi việc trông có hơi lâu một chút. Giang Khuynh Nguyệt quay đầu đưa búp bê cho trợ lý và nói, giúp tôi đặt ở chỗ nào bắt mắt nhất ấy, đây là tâm ý của người ta đó. Tề Đẳng Nhàn nói, con búp bê này cô muốn mua cũng chẳng mua được đâu, đây là quà tặng khi đặt mua Ferrari đó. Trên người con búp bê mặc một bộ quần áo màu đỏ, trên đó có in logo của Ferrari. Trợ lý suýt chút nữa đã phì cười, lại còn được tặng khi mua Ferrari. Vậy anh tặng xe đi, tặng con búp bê làm gì chứ? Trợ lý thực sự làm theo lời của Giang Khuynh Nguyệt và trực tiếp đặt con búp bê ở vị trí dễ thấy nhất, chính là ở ngay chính giữa một đống ảnh nghệ thuật, trông có vẻ rất gai mắt. Được rồi, bớt ở đây đùa giỡn nữa đi. Bây giờ tôi đang rất cần tiền. Nếu như anh thực sự muốn giúp tôi thì giới thiệu cho tôi vài công ty có tài nguyên tốt mà đang có nhu cầu làm video quảng cáo đi. Giang Khuynh Nguyệt phủi tay, không quá để ý đến những chuyện này và nói thẳng ra luôn. Máy tính cầm tay mới nhất do tập đoàn Goku phát triển vừa hay đang cần một người đại diện hình ảnh. Tôi thấy cô rất ổn, tôi cho cô cơ hội này, thế nào? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Tập đoàn Goku cũng có chút tiếng tăm ở Thượng Hải, dù sao cũng là một công ty công nghệ. Hơn nữa việc quảng bá máy tính cầm tay cũng rất tốt, rất nhiều người biết đến. Giang Khuynh Nguyệt khẽ ngẩn người, nói, anh quen người của tập đoàn Goku à? Thế thì tốt quá, tôi rất bằng lòng được làm người đại diện hình ảnh cho bọn họ. Tề Đẳng Nhàn nói, tôi chính là ông chủ của tập đoàn Goku, còn cần phải quen biết ai nữa? Thế thì được rồi, tôi sẽ gọi điện thoại bảo bọn họ sắp xếp. Giang Tiểu Thư, người đại diện cho máy tính cầm tay của tập đoàn Goku đã được chọn rồi, chính là Chu Tử Lâm. Lúc này, trợ lý đi đến và khẽ giọng nhắc nhở. Nghe thấy cái tên Chu Tử Lâm, vẻ mặt của Giang Khuynh Nguyệt bỗng chốc trở nên khó coi. Chu Tử Lâm là người mẫu do cô ta đào tạo ra, thế nhưng sau khi nổi tiếng thì lại chạy vào vòng tay của công ty khác, bây giờ một đống hợp đồng còn đang ở trên người cô ta. Cô ta lại không đồng ý tham gia vào việc quay chụp do studio sắp xếp. Vậy nên Giang Khuynh Nguyệt bị những vụ kiện đó hành cho không ngóc đầu lên nổi. Lợi nhuận năm nay của studio hầu như đều phải bồi thường vào đó. Ông chủ của tập đoàn Goku đi tặng quà mà lại tặng búp bê à? Một đám người mẫu nhìn nhau một cái rồi đồng loạt bật cười, chém gió kiểu này có hơi ố dề quá rồi đi. Giang Khuynh Nguyệt đột nhiên giơ tay lên và nói, dừng. Tề Đẳng Nhàn nói, hửm. Giang Khuynh Nguyệt liền nói, tôi không muốn nghe anh làm mầu nữa, tôi chỉ muốn biết liệu anh có thực sự có thể giúp tôi giải quyết chuyện người đại diện hình ảnh của tập đoàn Goku hay không. Tất cả những người mẫu của studio chúng tôi, bao gồm cả người làm chủ như tôi đây nữa, đều có thể tùy anh lựa chọn. Tuyển phi à, tôi thích lắm. Tề Đẳng Nhàn bỗng chốc ngẩn người, sau đó nói với giọng phấn khởi. Giang Khuynh Nguyệt đen sầm mặt và nói, người cuối cùng tuyển phi bây giờ còn đang ở trong ngục giam ăn cơm tù kia kìa, anh cũng cảm thấy ăn mì ở bên ngoài không ngon miệng nữa à? Tề Đẳng Nhàn cười nói đùa thôi ấy mà, chuyện này ấy hả, rất đơn giản, tôi gọi một cuộc điện thoại là xong rồi. Người đại diện hình ảnh cho máy tính cầm tay của tập đoàn Goku, chọn cô là được rồi. Ha ha ha, anh nói đổi là đổi à, đúng thật là một trò cười mà, anh tưởng mình là ai chứ? Chém gió cũng phải có chừng mực chứ. Chính vào lúc này, một cô gái bước vào studio, bên cạnh còn dẫn theo bốn trợ lý, cô ta ăn mặc hợp mốt, khuôn mặt và dáng người ưu tú, trông rất có phong thái. Sau khi nhìn thấy cô ta, đám người trong studio đều không khỏi sững sờ, ai nấy đều không dám nói chuyện nữa. Cô ta chính là Chu Tử Lâm, người mẫu nổi tiếng nhất của studio ngày trước, bây giờ đã chuyển đến một công ty lớn hơn, vả lại.
nghe nói cô ta còn có mối quan hệ mập mờ với Trịnh Hữu Bân, đại thiếu gia của Trịnh gia, vậy nên không ai dám chọc vào cô ta. Sau khi nhìn thấy Chu Tử Lâm, Giang Khuynh Nguyệt bèn nói, Tiểu Chu, cô đến đúng lúc lắm, cô vẫn còn hợp đồng với ba thương hiệu quần áo trong studio của chúng tôi đấy, hôm nay chúng ta cùng hoàn thành chúng đi. Chu Tử Lâm nhìn về phía Giang Khuynh Nguyệt, nghiêng nghiêng đầu và nói, Tiểu Chu. Giang Tiểu Thư, cô đang gọi ai thế? Giang Khuynh Nguyệt híp mắt, sau đó cười nói, cô Chu, làm phiền cô hãy hoàn thành hợp đồng với ba thương hiệu quần áo còn ở trong studio, lúc đầu khi ký hợp đồng bọn họ đều đến vì cô mà. Sau khi nghe thấy cách xưng hô này, Chu Tử Lâm gật đầu với vẻ hài lòng và nói, tôi sẽ không hoàn thành những hợp đồng đó đâu, bây giờ tôi đã ký hợp đồng với công ty giải trí tinh quang của Trịnh gia rồi, nếu như cô có ý kiến gì thì có thể gửi thư cho công ty hiện tại của tôi. Nếu như Giang Khuynh Nguyệt không thể khiến cho Chu Tử Lâm hoàn thành hợp đồng, vậy thì cô ta sẽ phải đối mặt với khoản tổn thất và bồi thường cách xù. Chỉ vì chút chuyện nhỏ của Chu Tử Lâm mà cô ta đã phải bồi thường hơn 6 triệu rồi, con số này đối với studio nho nhỏ này của cô ta mà nói có thể nói là khó có thể gánh vác nổi. Cô Chu, dù sao cô cũng là người được Giang Tiểu Thư phát hiện ra đầu tiên mà, có cần phải làm đến như vậy không? Nếu năm đó không có Giang Tiểu Thư tận lực bồi dưỡng cô cũng sẽ không thể đạt tới địa vị như bây giờ đâu nhỉ? Những hợp đồng này vốn nên do cô hoàn thành, bây giờ Giang Tiểu Thư nhờ cô, xem như để cô giúp studio hoàn thành hợp đồng, hơn nữa còn đồng ý trả tiền theo giá, như thế đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi. Tội gì cô phải trực tiếp từ chối hả? Làm người phải biết mang ơn người khác chứ? Trợ lý của Giang Khuynh Nguyệt không chịu được nữa mà trực tiếp đứng ra và lớn tiếng nói. Vẻ mặt Chu Tử Lâm bỗng trở nên lạnh lùng, cô ta nói cái gì? Lúc trước Giang Khuynh Nguyệt đã bồi dưỡng tôi á? Nói đùa cái gì đấy? Rõ ràng là tôi tài năng hơn người, cô ta muốn dựa vào tôi để phát tài mà thôi. Và lại, những năm nay tôi đã giúp cô ta kiếm về rất nhiều tiền rồi, các người còn chưa hài lòng à? Người như Chu Tử Lâm tôi ấy mà, tùy tiện đi đến bất cứ một công ty nào cũng có thể nổi tiếng. Tôi lăn lộn ở trong cái studio rách nát này của các người vài năm đã là phúc phận to lớn của các người rồi. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà trợn trừng mắt, thời đại gì thế này, sao lại có nhiều kẻ vô ơn đến như vậy chứ? Chu Tử Lâm lạnh lùng nói, hôm nay tôi đến đây là để đòi tiền chứ không phải là để nói về việc hoàn thành hợp đồng với các người. Muốn bàn thì các người hãy đến thẳng công ty hiện tại của tôi để bàn đi. Ha ha, giải trí tinh quang của Trịnh gia, tôi nghĩ cho dù các người có 100 lá gan thì cũng không dám đến đó đâu nhỉ. Lúc nói ra những lời này, vẻ mặt cô ta vô cùng kiêu ngạo, bộ dạng khinh thường tất cả mọi người. Vẻ mặt Giang Khuynh Nguyệt tối sầm lại, cô ta lạnh lùng nói, cô đòi tiền gì chứ? Studio đâu có nợ một đồng tiền lương nào của cô đâu. Chu Tử Lâm ngẩng đầu lên và nói với giọng thách thức, bây giờ tôi tùy tiện chụp một tấm ảnh, ít nhất cũng được 5 vạn tệ. Trước đây tôi làm việc ở trong studio của các người, lúc mới đầu một bộ ảnh chỉ được có 3 đến 5 nghìn. Các người đã làm lãng phí bao nhiêu năm thanh xuân của tôi chứ? Tại sao không sớm ngày cho tôi nhiều tài nguyên hơn nữa? Đây đều là trách nhiệm của các người. Tôi cũng không yêu cầu quá nhiều. Dựa theo mức giá hiện tại của tôi. Hãy bù lại cho tôi số tiền chênh lệch của những tấm ảnh và video quảng cáo mà trước đây tôi đã quay chụp. Niệm tình trước đây mọi người đều từng là đồng nghiệp, tôi giảm giá cho các người một chút, cứ tính theo giá 3 vạn cho một tấm ảnh là được rồi. Cô ta nói ra những lời này như một lẽ dĩ nhiên, khiến cho Giang Khuynh Nguyệt tức đến mức suýt chút nữa đã chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Những người mẫu ở xung quanh cũng đều vô cùng tức giận, cái cô Chu Tử Lâm này hiếp người quá đáng thế nhỉ. Lúc nổi tiếng thì không thông báo cho công ty mà đột nhiên hủy hợp đồng rồi chuyển nơi công tác, để lại một đống hợp đồng khổng lồ cho Giang Khuynh Nguyệt gánh vác. Bây giờ lại còn có mặt mũi để quay về đòi tiền à? Thật sự cần tiền đến không cần mặt mũi nữa rồi hay sao? Ha ha ha, một tấm 3 vạn, sao cô không đi cướp đi? Cho dù có bán studio này đi thì cũng không có nhiều tiền đến thế đâu. Giang Khuynh Nguyệt lạnh lùng nói. Không cần bán studio đi đâu, cô ra ngoài bán thân một chút là được rồi. Dù sao thì cô cũng mang danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Thượng Hải mà, e rằng sẽ có rất nhiều người đồng ý bỏ tiền ra để mua lại cô nhỉ.
Chu Tử Lâm nhìn về phía Giang Khuynh Nguyệt và nói với giọng khinh thường. Giang Khuynh Nguyệt không khỏi rùng mình, đây là lần đầu tiên cô ta gặp một người còn trơ tráo và không biết xấu hổ hơn cả Tề Đảng Nhàn đấy. Tề Đảng Nhàn không nhịn được mà bật cười, hắn lắc đầu và nói, tập đoàn Goku sao lại ký hợp đồng để cho cô làm người đại diện tuyên truyền thế nhỉ? Với cái nét vô ơn này của cô, với cái tố chất này của cô, tên quản lý cấp cao nào mắt mù rồi thế? Chu Tử Lâm cười nói, liên quan khỉ gì đến anh? Ban nãy chẳng phải anh bảo muốn đổi người đại diện cho máy tính cầm tay của tập đoàn Goku thành Giang Khuynh Nguyệt hay sao? Đã bốc phét thế rồi thì thực hiện đi cho tôi xem nào. Tề Đảng Nhàn nhún vai và nói, được thôi, như cô mong muốn. Sau khi nói xong lời này, hắn trực tiếp móc điện thoại của mình ra và gọi điện thoại cho Kim Thần Hy. Sau khi bắt máy, Kim Thần Hy vội vàng nói, anh rể, chào anh. Có phải anh muốn đến công ty thị sát công việc hay không? Tề Đảng Nhàn nói, không không không, tôi chỉ muốn hỏi xem là ai đã ký hợp đồng người đại diện cho máy tính cầm tay mới được công bố của Goku thế. Kim Thần Hy nói, đây là chuyện của phòng truyền thông mà, hay là em đi hỏi xem nhé. Không cần hỏi đâu, cô lập tức đá người đại diện đó đi cho tôi, sau đó phái người đến studio người mẫu Tân Nguyệt để ký một cái khác. Còn về phía bên phòng truyền thông, nếu như có người nào có móc nối lợi ích với chuyện này thì cũng đá luôn đi cho tôi. Tề Đảng Nhàn nhàn nhạt nói. Ồ, vâng, vâng, em sẽ đi làm ngay đây, anh rể, anh đợi một chút nhé. Kim Thần Hy vội vàng đáp lại. Cô ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nếu Tề Đảng Nhàn đã nói thế thì mình cứ làm theo là được rồi, dù sao thì ông chủ của công ty vốn dĩ chính là Tề Đảng Nhàn mà. Người ta quyết định một người đại diện còn cần phải giải thích với mình hay sao? Chu Tử Lâm ở bên cạnh khoanh tay lại rồi cười khẩy và nói, diễn tiếp đi. Chẳng phải chỉ là muốn ra vẻ ở trước mặt Giang Khuynh Nguyệt thôi sao? Tôi thấy lời chém gió này của anh liệu có cuốn bay anh đi luôn không? Các người mẫu trong studio đều không khỏi nhìn nhau một cái và nhao nhao cười gượng. Bây giờ Chu Tử Lâm đang vô cùng nổi tiếng, tập đoàn Goku người ta có bị ma nhập thì mới hủy bỏ việc hợp tác với Chu Tử Lâm để chuyển sang chọn Giang Khuynh Nguyệt. Mặc dù nói tố chất của Giang Khuynh Nguyệt về mọi mặt đều vượt xa Chu Tử Lâm một khoảng lớn, thế nhưng dù sao cô ta cũng lên hình ít nên danh tiếng tất nhiên không thể bì được. Nhưng Chu Tử Lâm vừa mới dứt lời thì điện thoại của cô ta đã reo lên. À, là Phó Tổng à, chào anh. Chu Tử Lâm vừa mới mở miệng đã cười tủm tỉm và nói, tôi vừa gặp phải một tên não tàn, còn nói muốn quý công ty hủy bỏ việc hợp tác với tôi nữa. Phó Minh Tinh thản nhiên nói, Chu Tiểu Thư, đúng thật là công ty chúng tôi muốn hủy bỏ việc hợp tác làm người đại diện với cô. Nụ cười của Chu Tử Lâm ngay lập tức đông cứng lại ở trên mặt. Cô ta tức giận nói, anh nói cái gì? Phó Minh Tinh nói, tôi cũng chỉ gọi điện thoại để thông báo với cô một tiếng mà thôi, tôi cúp đây, sau này đừng qua lại với nhau nữa. Sau khi nói xong lời này, Phó Minh Tinh trực tiếp cúp điện thoại. Cái cô Chu Tử Lâm này không biết tốt xấu mà đắc tội với ông chủ lớn là Tề Đảng Nhàn, cậu ta có bị ngu mới đi qua lại với Chu Tử Lâm. Chu Tử Lâm suýt chút nữa đã phát điên ngay tại chỗ. Việc làm người đại diện hình ảnh cho máy tính cầm tay của tập đoàn Goku có giá trị vô cùng lớn, số tiền mà bọn họ đưa ra là rất nhiều, hơn nữa còn có thể nâng cao độ nhận diện của cô ta. Nhưng bây giờ lại nói hủy bỏ là hủy bỏ luôn. Cô yên tâm chờ một chút đi, đến lúc đó người của Goku sẽ đến studio tìm cô để bàn chuyện hợp đồng, chuyện giá cả ấy mà, cô tự xem mà đòi là được rồi. Tề Đảng Nhàn thản nhiên nói với Giang Khuynh Nguyệt. Trên mặt Giang Khuynh Nguyệt không khỏi lộ ra một nụ cười, trong lúc cảm thấy hả giận, cô ta cũng khẽ thở phào một hơi, có được cơ hội hợp tác với Goku thì sẽ có thể giảm bớt rất nhiều áp lực về mặt tiền bạc cho cô ta. Chu Tử Lâm lại vô cùng tức giận, cô ta cắn răng nói, chính là cái tên khốn nạn nhà anh đã khiến cho Goku hủy bỏ việc hợp tác với tôi à? Tề Đảng Nhàn nhún vai và nói, chẳng phải ban nãy cô cảm thấy tôi không thể làm được và chỉ đang bốc phét thôi hay sao? Tất cả những người mẫu đang có mặt ở đó đều nhìn Tề Đảng Nhàn bằng ánh mắt nóng bỏng, không ngờ rằng hắn lại thực sự có khả năng để làm ra được chuyện như thế này. Vậy nên suy nghĩ của mọi người đều trở nên linh hoạt, đây rõ ràng là một cái đùi không tồi mà. Chỉ cần ôm chặt được cái đùi này,
vậy thì sau này còn phải lo sẽ không lấy được phí quảng cáo từ các công ty cao cấp hay sao? Chụp ảnh chân dung cho những công ty thời trang cũng có thể kiếm tiền, nhưng làm gì kiếm tiền nhanh được bằng việc làm người đại diện thương mại cho sản phẩm mới của tập đoàn Gucci cơ chứ? Thế thì món nợ này phải tính lên đầu studio rồi. Việc hợp tác mà tôi bị Gucci hủy bỏ có giá trị là 8 triệu, khoản tiền này sẽ do Giang Khuynh Nguyệt cô đứng ra trả lại. Chu Tử Lâm nhìn về phía Giang Khuynh Nguyệt và nói với vẻ tức giận. Giang Khuynh Nguyệt cười khẩy và nói, Chu Tử Lâm, cô thèm tiền đến phát điên rồi à? Đã không có đạo đức nghề nghiệp, không hoàn thành hợp đồng, bây giờ còn muốn đến lừa tiền của studio. Tôi đã cài đặt ứng dụng chống gian lận quốc gia rồi đấy, cô ăn nói cho đàng hoàng. Chu Tử Lâm lạnh lùng nói, nếu như cô không làm theo những gì tôi nói thì tôi sẽ khiến cho studio của cô phải đóng cửa ngay trong hôm nay, cô có tin không? Sắc mặt của các người mẫu ngay lập tức trở nên trắng bệch, bọn họ còn phải dựa vào studio để kiếm tiền mà. Trước đây Chu Tử Lâm không có tư cách để nói ra những lời như thế này, nhưng bây giờ cô ta có rồi, dù sao thì sau khi nổi tiếng và nhảy việc, cô ta đã ôm được chân của Trịnh gia. Nghe đồn cô ta thậm chí còn có quan hệ không rõ ràng với Trịnh Hữu Bân, đại thiếu gia của Trịnh gia nữa. Trịnh gia là một trong ba gia tộc lớn của Thượng Hải đó, muốn khiến cho một studio nho nhỏ phải đóng cửa chẳng phải là chuyện dễ dàng chỉ trong vài phút hay sao? Tôi biết bố của cô là ai, Giang Sơn Hải đúng không? Có điều, quan hệ bố con của các người đã thối rữa thành như vậy rồi, cô cảm thấy ông ta sẽ giúp cô ra mặt hay sao? Bây giờ tôi cho cô thời gian 3 phút để suy nghĩ, nếu cô không đưa tiền cho tôi sẽ đập vỡ cái bát cơm tồi tàn này của cô. Chu Tử Lâm khoanh tay lại, nhìn Giang Khuynh Nguyệt với vẻ cao cao tại thượng và lạnh lùng nói. Trong mắt Giang Khuynh Nguyệt cũng không khỏi dấy lên lửa giận, nắm tay siết chặt, cô ta muốn kiên cường hơn một chút, nhưng cuối cùng vẫn là không có sức mạnh này. Hết cách rồi, với tình hình hiện tại của cô ta. Giang Sơn Hải sẽ không cho cô ta bất kỳ sự giúp đỡ nào, thậm chí không thừa nước đục thả câu là đã tốt lắm rồi. Quan hệ bố con của bọn họ đã vì chuyện tiệc sinh nhật lần trước mà rơi vào tình trạng đóng băng rồi. Bây giờ tôi không có nhiều tiền đến như thế, cô đợi tôi bàn bạc xong chuyện hợp tác với Gucci rồi hẵng đến đòi tiền đi. Giang Khuynh Nguyệt cuối cùng vẫn chịu thua, cô ta thở dài và nói với vẻ bất đắc dĩ. Cái loại vô ơn này. Cô không làm thịt cô ta thì thôi, lại còn muốn cúng tiền cho cô ta à? Tề Đẳng Nhàn kinh ngạc nhìn Giang Khuynh Nguyệt và hỏi. Giang Khuynh Nguyệt cười khổ, Tề Đẳng Nhàn là người ở nơi khác, sao có thể biết được nội tình của Thượng Hải? E rằng cho dù là Giang Sơn Hải thì cũng không muốn đối đầu với Trịnh gia đâu. Càng huống hồ Trịnh gia còn có một dì ba thâm sâu có lường, Triệu Man Nhi đó. Chu Tử Lâm quay đầu nhìn Tề Đẳng Nhàn và lạnh lùng nói, anh câm miệng lại cho tôi, tên oát con kia. Còn lèm bèm thêm nửa câu nữa thì tôi sẽ bắt anh phải nằm mà rời khỏi Thượng Hải. Tề Đẳng Nhàn sững sờ một lúc rồi nói, cô nói cái gì cơ? Nói anh ngu đấy. Chu Tử Lâm vừa nghe thấy hắn nói chuyện thì bèn nổi trận lôi đình, giơ bàn tay lên và đánh về phía mặt hắn. Giang Khuynh Nguyệt vội vàng đứng dậy, đẩy Tề Đẳng Nhàn ra. Để cho Chu Tử Lâm mạnh mẽ tát một cái lên trán mình, đánh cho cả người cô ta trở nên lảo đảo. Tề Đẳng Nhàn vốn định đạp cho Chu Tử Lâm một cái để cô ta ngã lăn ra ngoài, ai mà ngờ được Giang Khuynh Nguyệt lại đột nhiên lao đến đẩy hắn ra chứ. Nhìn thấy Giang Khuynh Nguyệt vì mình mà ăn đòn, trong lòng hắn cảm thấy có chút tức giận, có nói thế nào thì Giang Khuynh Nguyệt cũng là bạn gái trên danh nghĩa của hắn mà. Đang định ra tay thì lại bị Giang Khuynh Nguyệt đang lảo đảo túm lấy. Đừng làm bừa, tôi biết anh có chút xuất thân, nhưng dù sao cô ta cũng dựa vào Trịnh gia. Và lại, quan hệ của cô ta và Trịnh Hữu Bân rất tốt. Anh động vào cô ta, chọc vào Trịnh Hữu Bân, tất cả chúng ta đều đừng nghĩ đến việc được sống yên ổn ở Thượng Hải. Giang Khuynh Nguyệt gượng cười và nói. Trên thực tế thì danh tiếng của Giang Khuynh Nguyệt ở Thượng Hải cũng không hề yếu kém, dù sao cô ta cũng là con gái của Giang Sơn Hải. Hơn nữa còn mang danh hiệu là Mỹ nữ số 1 Thượng Hải cơ mà. Thế nhưng quan hệ của cô ta và Giang Sơn Hải đã trở nên tồi tệ hơn rất nhiều, mọi người đều biết rằng nếu như cô ta xảy ra chuyện gì thì cũng chưa chắc Giang Sơn Hải sẽ quan tâm. Đây cũng chính là lý do vì sao sau khi Chu Tử Lâm trở thành một kẻ vô ơn thì vẫn dám làm trò nhảy nhót ở trước mặt cô ta.
Tề Đẳng Nhàn lại dứt khoát kéo Giang Khuynh Nguyệt ra, giơ tay lên và tát thẳng vào gương mặt thối tha khiến cho hắn chán ghét của Chu Tử Lâm. Chát! Chu Tử Lâm cũng không ngờ Tề Đẳng Nhàn lại dám ra tay với mình. Sau khi nghe thấy những lời nói kia của Giang Khuynh Nguyệt, cô ta còn đang tỏ ra vô cùng đắc ý. Kết quả vừa mới đắc ý chưa được một giây thì đã bị một cái tát của Tề Đẳng Nhàn kéo về thế giới hiện tại. Giang Khuynh Nguyệt không khỏi sững sờ, con mẹ nó, hắn không nghe hiểu tiếng người à. Đã bảo với hắn rồi, Chu Tử Lâm có quan hệ với Trịnh Hữu Bân, không thể chọc vào được, thế mà hắn vẫn tát vào mặt cô ta. Ngay cả bố cô mà tôi còn dám tát, một con điếm thì có tính là gì chứ? Tề Đẳng Nhàn quay đầu lại, nở nụ cười và nhìn Giang Khuynh Nguyệt một cái. Giang Khuynh Nguyệt sửng sốt một lúc, sau đó trợn mắt lườm hắn một cái, đây đúng là sự thật, cái tên này thực sự đã dám tát vào mặt Giang Sơn Hải ở ngay trong dinh thự của Giang gia. Chu Tử Lâm vừa kinh ngạc vừa tức giận, đang định lên tiếng thì Tề Đẳng Nhàn đã vội vàng xua tay và nói, đừng nói nữa, mau gọi điện thoại kêu người đến đây đi, tôi biết cô muốn nói mấy lời nhảm nhí như kiểu bắt tôi quỳ xuống xin lỗi rồi tự chặt đứt hai tay rồi. Lời đã đến bên miệng của Chu Tử Lâm ngay lập tức bị nghẹn trở lại, cô ta tức đến mức cả người run lên và liên tục nói, được được được, nếu như anh đã đoán trước được thì bây giờ mua quan tài luôn đi, tôi sẽ ngay lập tức cho người đến tiễn anh lên đường. Các người mẫu trong studio không khỏi hoang mang lo sợ, nếu như Chu Tử Lâm mời đại thiếu của Trịnh gia tới liệu có ảnh hưởng đến những người vô tội như họ không? Hơn nữa, bọn họ cũng có chút lo lắng Tề Đẳng Nhàn sẽ bị tiêu diệu. Giang Khuynh Nguyệt bất lực thở dài, sự việc đã phát triển đến mức này rồi, không thể cứu vãn gì được nữa. Trịnh gia là một trong tam đại gia tộc ở Thượng Hải, tốt nhất anh nên tạm lánh một thời gian, tìm một nhân vật lớn nào đó thay anh nói chuyện. Nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, Giang Khuynh Nguyệt thấp giọng nhắc nhở. Tam đại gia tộc gì chứ, chẳng có chút khí phách nào, cũng chỉ là phế vật mà thôi. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu. Triệu Man Nhi đã thao túng Trịnh gia nhiều năm như vậy, hai ba con Trịnh Sa Minh và Trịnh Hữu Bân lại không dám chống lại, thậm chí hắn còn chỉ động tìm đến cửa ngỏ ý muốn giúp đỡ nhưng Trịnh Sa Minh từ chối. Đường Đường là một trong tam đại gia tộc lớn mạnh lại sợ một người phụ nữ, điều này khiến hắn có chút coi thường. Chu Tử Lâm che gương mặt thanh tú của mình lại, hung dữ nói, bây giờ anh cứ việc nói mấy lời cợt nhả đi, đợi lát nữa Trịnh Thiếu tới đây. Tôi xem anh còn có thể nói ra những lời như này được nữa không? Tề Đẳng Nhàn không thèm để ý, nói với Giang Khuynh Nguyệt, nếu cô không thích ăn đồ bố thí, vậy thì tôi giới thiệu chút tài nguyên cho cô. Cô cảm thấy tài phiệt thượng tinh thế nào? Mặc dù không thể khiến cô hay là người mẫu của cô đảm nhiệm người phát ngôn tuyên truyền những nhãn hiệu lớn được, nhưng mấy nhãn hiệu nhỏ hơn một chút thì có thể. Hơn nữa, tài phiệt thượng tinh rất giàu có, cũng rất có tiếng tăm. Có thể giúp cô kiếm tiền, đồng thời còn có được danh tiếng. Hiệu ứng thương hiệu là phần kỳ lạ nhất của thương nghiệp hiện đại, có người có thể thành danh chỉ sau một đêm, nhưng cũng có người sẽ vì vậy mà rơi xuống ngàn trượng, không thể trở mình. Nhưng, với một thương hiệu quốc tế như Thượng Tinh, khả năng gặp thất bại là tương đối nhỏ, trừ khi Triều Tiên bị san bằng chỉ sau một đêm. Anh vẫn còn liên lạc với tài phiệt Thượng Tinh sao? Giang Khuynh Nguyệt mở to hai mắt, kinh ngạc hỏi. Cô ta không khỏi quan sát kỹ Tề Đẳng Nhàn, người này rốt cuộc là từ đâu tới, dường như không thèm để những người số má ở Thượng Hải vào mắt. Ba cô ta Đường Đường là phó đà chủ của Long Môn, hắn nói loại bỏ là loại bỏ, lúc này Trịnh gia, một trong tam đại gia tộc ở Thượng Hải hoàn toàn không lọt vào mắt hắt. Tề Đẳng Nhàn nói, phu nhân Tôn Dĩnh Thục của tài phiệt Thượng Tinh là bạn của tôi, giúp cô thu xếp vài hợp đồng nhỏ không có vấn đề gì. Chu Tử Lâm không nhịn được, cười khẩy nói, thật sự có thể bốc phét như vậy được sao, sao anh không nói Tổng thống nước Mỹ là em trai anh đi. Khi đang nói chuyện, Chu Tử Lâm nhìn thấy Trịnh Hữu Bân đã tới, liền vội vàng chạy tới. Cô ta nước mắt lã chã, khóc lóc kể lể Trịnh Thiếu, có người đánh em. Đây là studio mà em đã ký hợp đồng trước khi ra mắt, e có ý tốt đến chỗ này giúp đỡ bọn họ lại không hề cảm kích. Còn mắng em là kẻ phản bội. Hơn nữa, con tiện nhân Giang Khuynh Nguyệt này còn tìm một tên đàn ông tới đánh em. Anh xem mặt em này, bị đánh sưng cả lên rồi. Hu hu hu, Trịnh Thiếu, anh phải giúp em chút giận đấy.
Trịnh Hữu Bân nghe thấy vậy sắc mặt liền trở nên u ám. Giang Khuynh Nguyệt không ngờ rằng họ lại đến nhanh như vậy, lại nghe được Chu Tử Lâm cố ý đâm bị thóc, chọc bị gạo, không khỏi sốt ruột, vội vàng tiến lên, nói Trịnh Thiếu, anh đừng nghe lời cô ta sằng bậy. Rõ ràng là cô ta tới đây đòi tiền, hơn nữa là cô ta động tay đánh người trước, chúng tôi chỉ là... Trịnh Hữu Bân xua tay, nói tiểu thư Giang Khuynh Nguyệt, tôi biết cô là ai, cô không cần phải nói gì thêm. Giang Khuynh Nguyệt sửng sốt. Trịnh Hữu Bân nói, nhưng mà, người phụ nữ của tôi các cô cũng có thể ức hiếp được sao? Cô cảm thấy, ba cô là Giang Sơn Hải là có thể muốn làm gì cũng được, thậm chí không đặt Trịnh Hữu Bân tôi đây vào mắt. Giang Khuynh Nguyệt cười khổ nói, không phải như vậy, anh nghe tôi giải thích. Giải thích gì đó tôi không muốn nghe, tôi chỉ biết là người phụ nữ của tôi ở chỗ này bị ức hiếp. Cho nên, hôm nay cho dù có như nào, cô cũng phải cho tôi một lời giải thích. Trịnh Hữu Bằng vô lý nói. Lúc này trợ lý của Giang Khuynh Nguyệt muốn chết, quả nhiên, sau khi sự việc trở nên nghiêm trọng, mọi người đều không có kết quả tốt gì. Lúc này Tề Đẳng Nhàn mới bước ra, đặt tay lên vai Giang Khuynh Nguyệt, cười nói Trịnh gia có tính là gì. Hai cha con đều thân là nam nhi lại cúi người khom lưng trước đàn bà, nhìn sắc mặt của người ta mà sống, tôi dựa vào đâu để xem trọng cậu kia chứ. Xung quanh trở nên im lặng. Ngay cả Giang Khuynh Nguyệt còn cảm thấy, lời này của Tề Đẳng Nhàn hơi quá, hôm nay Trịnh gia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh rồi. Đồ khốn, anh dám nói như vậy với Trịnh Thiếu, hôm nay nhất định sẽ phải cắt lưỡi của anh mang đi cho chó ăn. Chu Tử Lâm làm ầm ĩ lên. Có Trịnh Hữu Bân ở đây chống lưng cho cô ta đương nhiên không còn sợ gì nữa, chuẩn bị xông lên tát Tề Đẳng Nhàn. Cô ta muốn xem, Tề Đẳng Nhàn có dám đứng trước mặt Trịnh Hữu Bân đánh mình không? Mới đến trước mặt Tề Đẳng Nhàn, còn chưa kịp giơ tay lên, Chu Tử Lâm đã cảm thấy có một lực rất lớn đập vào sau lưng, cô ta đứng không vững rồi bổ nhào về phía trước. Tề Đẳng Nhàn nhẹ nhàng bước sang một bên, sau đó... Cả người Chu Tử Lâm phịch một tiếng ngã xuống đất, bộ dáng như một con chó đang ăn phân. Ai lại dám to gan như vậy, dám đứng trước mặt Trịnh Thiếu đá tôi. Chu Tử Lâm thở hổn hển đứng dậy hét lớn. Im miệng, Trịnh Hữu Bân bước lên trước tát mạnh một cái vào mặt cô ta. Chu Tử Lâm sững sờ, không dám tin nhìn Trịnh Hữu Bân. Một cước ban nãy cũng là do Trịnh Hữu Bân đá. Nhìn thấy Chu Tử Lâm muốn xông lên đỉnh tát Tề Đẳng Nhàn, khiến cho linh hồn Trịnh Hữu Bân suýt chút nữa là xuất ra khỏi cơ thể. Ai cho cô lá gan, lại dám ra tay với Tề tiên sinh? Trịnh Hữu Bân quát. Tề Đẳng Nhàn là ai? Đó là một người có thể khiến Triệu Man Nhi mời đến hai lần, hơn nữa còn có một thân phận là đà chủ của Long Môn ở Thượng Hải. Tất cả mọi người trong Trịnh gia đều sợ Triệu Man Nhi muốn chết. Nhưng Tề Đẳng Nhàn lại hết lần này đến lần khác khiến Triệu Man Nhi chán nản, thậm chí còn niêm phong lại trường đấu chó, đây là người mà Trịnh Hữu Bân có thể động vào sao? Chu Tử Lâm ngẩn ra, ngơ ngác nói, Trịnh Thiếu, em. Trịnh Hữu Bân lạnh lùng nói, em gì mà em, cô thật ngu dốt, sao lại không mở to mắt ra mà nhìn chứ? Chứng kiến thái độ quay ngoắt 180 độ của Trịnh Hữu Bân, mọi người không khỏi kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn. Tề tiên sinh, tôi ngàn vạn lần xin lỗi anh, thứ ngu xuẩn này xúc phạm đến anh, tôi thành thật xin lỗi anh. Trịnh Hữu Bân vội vàng nói. Trịnh đại thiếu gia không cần khách sáo như vậy, Tề Đẳng Nhàn chỉ lạnh nhạt nói, có thời gian rảnh rỗi chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Trịnh Hữu Bân vội vàng gật đầu, cười nói, vâng, được được, nhất định, nhất định. Giang Khuynh Nguyệt lúc này mới cười nói, Trịnh Thiếu. Chu tiểu thư ở studio chúng tôi còn ký kết một số hợp đồng, cảm phiền anh nhắc cô ta tuân thủ và thực hiện hiệp ước. Trịnh Hữu Bân ngay lập tức đồng ý, sau đó quay sang nói với Chu Tử Lâm, xin lỗi Giang tiểu thư và Tề tiên sinh ngay lập tức, sau đó thực hiện hiệp ước cho thành thật, đã nghe rõ chưa? Chu Tử Lâm muốn chết ngay lập tức, nức nở nói, nghe rõ rồi ạ. Không cần nữa, cần gì kẻ vong ân này thực hiện hiệp ước nữa. Giang Khuynh Nguyệt. Cô liên hệ với bên A, hỏi bọn họ có muốn đổi một ngôi sao lớn hơn làm người mẫu không? Tề Đẳng Nhàn hờ hững nói. Chu Tử Lâm nghe thấy lời của Tề Đẳng Nhàn mặc dù không dám nói lời nào, nhưng đang thầm mắng chửi trong lòng. Còn mời ngôi sao lớn tới.
Liệu một người nổi tiếng có chấp nhận lời mời của một studio nhỏ này của cô ta không? Có thể mời người tuyến 18 đã là không tồi rồi. Giang Khuynh Nguyệt nhíu mày, sau đó nói, đương nhiên là có thể, nhưng mà, còn phải xem người anh mời đến là ai. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói, Sở Bằng không tồi chứ. Cô ta bây giờ đang rất hot đấy. Giang Khuynh Nguyệt nói, Sở Bằng đương nhiên là có thể. Anh có thể mời được cô ta đến là điều tốt nhất. Tề Đẳng Nhàn có lẽ cố ý khoe mẽ trước mặt Trịnh Hữu Bân, cho nên, không nói hai lời đã nhấc điện thoại lên gọi cho Long Tông Toàn. A ha, chào Tề Tổng, tìm tôi có việc gì vậy? Sau khi Long Tông Toàn nhận điện thoại của Tề Đẳng Nhàn đành cười nịnh nọt, chỉ sợ người của mình lại chọc tới vị Diêm Vương này. Ông ta đã bị Tề Đẳng Nhàn chỉnh đốn triệt để, không dám nói năng linh tinh. Tề Đẳng Nhàn nói, Long Tổng, tôi nhớ rằng cái cô tên Sở Băng gì đó là con gái nuôi của ông đúng không? Long Tông Toàn nói, phải, Tề Tổng, nếu cậu có hứng thú với con gái tôi, vậy tối nay tôi bảo con bé đến tìm cậu. Tề Đẳng Nhàn lại khó chịu nói, tôi là người thích đi giày rách sao? Long Tông Toàn vội nói, đương nhiên không phải, hay là để tôi tìm một người mới ra mắt, đảm bảo sạch sẽ. Tề Đẳng Nhàn mắng, không ngờ tôi tìm ông hỏi chút việc, ông lại cho rằng tôi muốn tìm phụ nữ để chơi đùa. Long Tông Toàn không dám nói gì nữa, chỉ có thể gượng cười hai tiếng. Tôi muốn tìm Sở Băng giúp một chuyện, giúp bạn tôi chụp vài bức ảnh, làm một chút tuyên truyền nhỏ, ông hỏi cô ấy xem có đồng ý hay không. Tề Đẳng Nhàn lãnh đạm nói. Không vấn đề gì, con bé chắc chắn sẽ đồng ý, tôi thay con bé liên lạc lại với cậu, cậu thấy thế nào? Long Tông Toàn không nói hai lời đã đồng ý thay Sở Băng. Ông ta là ba nuôi của Sở Băng, đừng nói là Tề Đẳng Nhàn nhờ Sở Băng chụp ảnh tuyên truyền, cho dù là có chụp ảnh hay quay phim cấp 3 đi chăng nữa, ông ta cũng không dám hó hé nửa lời. Tề Đẳng Nhàn nói, được, cứ như vậy đi, ông bảo cô ấy mau liên lạc với tôi. Bây giờ tôi vẫn còn ở Thượng Hải. Sau khi Trịnh Hữu Bân thấy Tề Đẳng Nhàn cúp máy, liền cười hỏi, Tề Tổng có phải là vừa gọi cho Long Tổng của tập đoàn Long Thị không? Tề Đẳng Nhàn gật đầu, nói, đúng vậy. Sở dĩ hắn nói những lời như vậy, không chỉ để Chu Tử Lâm thực hiện điều khoản, mà còn là mượn cơ hội này, thể hiện mối quan hệ của bản thân ra trước mặt Trịnh Hữu Bân. Đây cũng gọi là cho tên này chút tự tin, để anh ta mau chóng đứng sang phía bên này. Bán đứng Triệu Man Nhi. Trịnh Sam Minh sợ Triệu Man Nhi như sợ hổ, Trịnh Hữu Bân tốt hơn ông ta một chút, mặc dù có chút sợ sệt, nhưng anh ta muốn trả thù nhiều hơn. Cuộc điện thoại vừa nãy, Trịnh Hữu Bân nghe rất rõ ràng. Long Tông Toàn là loại người nào? Chính là một ông chủ lớn có bối cảnh ở đế đô. Một ông chủ lớn như vậy lại khúm na khúm núm trước mặt Tề Đẳng Nhàn, thậm chí còn rất nịnh nọt. Sẵn sàng đem tặng con gái nuôi của mình, có thể thấy được, ông ta rất kính sợ Tề Đẳng Nhàn. Nếu như có tiểu thư Sở Băng đến thực hiện hợp đồng cho studio, thì không còn liên quan gì đến chuyện của Chu Tử Lâm nữa rồi. Trịnh Hữu Bân nói, sau đó lạnh lùng liếc Chu Tử Lâm một cái, bây giờ cô đã biết người mà mình đắc tội là ai chưa? Chu Tử Lâm rụt cổ lại, thật không thể tưởng tượng được Tề Đẳng Nhàn chỉ gọi một cuộc điện thoại đã có thể mời một minh tinh cực nổi tiếng như Sở Băng đến một studio nhỏ như này chụp ảnh. Giang Khuynh Nguyệt rất hả dạ, cảm thấy người bạn trai này của mình khá lợi hại, hơn nữa còn giúp cô ta một chuyện lớn. Có muốn xem xét việc chuyển anh ta làm chính thức không? Bỏ đi, tên này nói chuyện khiến người ta tức chết, tôi sợ ngày nào đó anh ta tức đến mức không thèm tới nữa. Giang Khuynh Nguyệt nghĩ thầm trong lòng, sau đó lập tức phủ nhận suy nghĩ của mình, IQ thấp như này cũng đáng để yêu đương sao. Sau khi Chu Tử Lâm cúi đầu xin lỗi Giang Khuynh Nguyệt và Tề Đẳng Nhàn, mặt mũi xám xịt rời đi, cô ta thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ đến chỗ này nữa. Trịnh Hữu Bân cười, nói, Tề Tổng có rảnh không? Cùng uống cốc trà, nói vài lời bàn công việc nhé. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy trận đấu sắp tới. Thái độ hất hàm sai khiến ban nãy của hắn khi gọi điện cho Long Tông Toàn bây giờ đã có hiệu quả, ít nhất là góp một phần tự tin cho Trịnh Hữu Bân trong việc lật đổ Triệu Man Nhi. Nếu không có cuộc điện thoại vừa rồi, có lẽ Trịnh Hữu Bân sẽ không sẵn lòng chủ động nói chuyện với hắn. Nếu như Trịnh Thiếu không ngại, thì cứ ở trong studio của tôi uống trà đi, chỗ tôi đúng lúc có trà thượng phẩm hảo hạng có thể tiếp đãi.
Giang Khuynh Nguyệt cười nói. Giang Khuynh Nguyệt là bạn gái tôi, Trịnh Thiếu không cần phải khách khí. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói. Trịnh Hữu Bân không khỏi ngẩn người, không ngờ hai người này lại có quan hệ như vậy, điều này khiến anh ta không khỏi cảm thấy Tề Đẳng Nhàn vô cùng lợi hại, có thể âm thầm ôm lấy đệ nhất mỹ nữ của Thượng Hải vào trong tay. Lúc này, sau khi những người mẫu và trợ lý trong studio nghe thấy Tề Đẳng Nhàn nói như vậy đều không khỏi cảm thấy buồn cười. Năng lực như vậy, sao có thể không xứng làm bạn trai của Giang Khuynh Nguyệt? Khi đi ngang qua kệ đặt mô hình Ferrari, Trịnh Hữu Bân dừng lại một chút, cười hỏi, ô, không ngờ Giang Tiểu Thư cũng là fan hâm mộ của Ferrari, không biết cô đã mua dòng nào. Giang Khuynh Nguyệt sửng sốt, nói, Ferrari. Mô hình này, chỉ khi mua một chiếc Ferrari mới được tặng đó. Trịnh Hữu Bân chỉ vào mô hình được đặt ở vị trí dễ thấy nhất trên kệ, cười nói. Những người ban nãy còn cười Tề Đẳng Nhàn EQ thấp tặng cho Giang Khuynh Nguyệt một chiếc mô hình ô tô đột nhiên hiểu ra, ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau, thật sự là mô hình được tặng sau khi mua một chiếc Ferrari phiên bản giới hạn. Xem ra, người đàn ông đứng trước mắt này không những có bối cảnh mà còn rất có tiền nữa. Thế là, mấy cô người mẫu có mặt ở đó ai nấy đều cố ý là lơi đưa tình, còn thường xuyên nháy mắt với Tề Đẳng Nhàn, hy vọng có thể thu hút sự chú ý của hắn. Giang Khuynh Nguyệt rời khỏi phòng tiếp khách, sau đó pha trà đem vào. Cảm ơn Giang Tiểu Thư, Trịnh Hữu Bân khách khí nói với Giang Khuynh Nguyệt. Hai người cứ thong thả trò chuyện, sau đó để tôi mời hai người ăn cơm. Giang Khuynh Nguyệt cười khẽ rồi xoay người đi ra ngoài. Tề Đẳng Nhàn khẽ gật đầu, Giang Khuynh Nguyệt không hổ là tiểu thư nhà quyền quý, đối nhân xử thế đều rất tốt, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Trịnh Hữu Bân ngồi xuống. Liền vội, có phải Tề tiên sinh đã gặp người Triệu Man Nhi mời đến rồi không? Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, sau đó mới nhớ tới Triệu Hồng Tụ, khẽ gật đầu, nói, sao cậu biết được? Hôm đó, khi Triệu Man Nhi trở về đã rất tức giận, còn nói rằng anh chết chắc rồi, tôi biết chắc rằng Triệu Man Nhi đã đi mời Triệu Hồng Tụ. Trịnh Hữu Bân nói, Triệu Hồng Tụ là một người phụ nữ được mệnh danh là Thiên Phạt, Tề Đẳng Nhàn bị thương sau khi đánh một trận với Hồng Thiên Đô. Nhìn thấy cô ta liền bỏ chạy. Tuy nhiên, cuối cùng hắn vẫn không chạy, để Triệu Hồng Tụ đuổi kịp. Nếu không có Tôn Dĩnh Thục xuất hiện kịp thời, đã xóa món nợ mà người tình của Triệu Hồng Tụ nợ cô ta thì Tề Đẳng Nhàn bây giờ chắc chắn đã không còn có mặt ở đây nữa rồi. Không phải vô cớ mà người phụ nữ này có thể khiến cho vô số người cảm thấy sợ hãi. Sau khi Tề Đẳng Nhàn nói chuyện với Trịnh Hữu Bân được một lúc, Trịnh Hữu Bân mới rời khỏi studio của Giang Khuynh Nguyệt. Lúc này, người trong bộ phận tuyên truyền của tập đoàn Goku cũng tới, đang thảo luận chi tiết hợp đồng với Giang Khuynh Nguyệt trong studio. Sau khi thấy Tề Đẳng Nhàn bước ra, bọn họ đều vội đứng dậy, cúi gập người chào Tề Tổng. Giang Khuynh Nguyệt sửng sốt, hỏi, anh ta là người của tập đoàn Goku các anh sao? Anh ấy là sếp tổng của chúng tôi đó, trưởng bộ phận tuyên truyền vội đáp. Giang Khuynh Nguyệt nói, đỉnh thật. Lúc này, những người mẫu của studio đều lần lượt chạy tới, ai nấy đều đưa mã QR của mình cho Tề Đẳng Nhàn. Tề Tổng, quét WeChat được không? Anh muốn quay, muốn chụp cái gì đều có thể gọi cho tôi. Cho dù là cách quay, chụp của giáo viên Trần đều không có vấn đề gì hết. Tề Tổng, anh ngoài vẻ đẹp trai anh Tuấn ra, thì cũng không còn gì để nói nữa cả. Thêm WeChat để tiện liên lạc đi. Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ đành đưa mã QR của mình ra cho những cô người mẫu này quét, sau khi mọi người đã quét hết bọn họ mới bỏ qua cho hắn. Giang Khuynh Nguyệt không khỏi liếc mắt nhìn một cái, mấy người đàn bà lẳng lơ, bình thường đối phó với mấy người đàn ông theo đuổi họ không phải cao ngạo, lạnh lùng thì cũng là bắt chẹt, gây khó dễ. Mà giờ ai nấy đều ùa lên xin phương thức liên lạc của Tề Đẳng Nhàn, có còn biết xấu hổ nữa hay không? Rất nhanh đã bàn bạc hợp đồng xong xuôi, tập đoàn Goku để Giang Khuynh Nguyệt đảm nhận đại sứ tuyên truyền lần này, và còn chi trả thù lao rất hậu hĩnh. Với thu nhập này, Giang Khuynh Nguyệt coi như là đã an tâm hơn phần nào, ít nhất bây giờ không có việc gì nguy cấp cả. Anh nói gì với Trịnh Hữu Bân vậy? Giang Khuynh Nguyệt bàn xong chuyện hợp đồng, đi tới rồi nhân tiện hỏi. Nói về nước cờ của nhà họ Trịnh, tình hình của công ty giải trí Tinh Quang. Tề Đẳng Nhàn cười cười, nói.
Giang Khuynh Nguyệt hỏi, chuẩn bị hợp tác với bọn họ sao? Tề Đẳng Nhàn cười nói đùa gì thế? Muốn hợp tác với công ty giải trí Tinh Quang sao, trừ khi tôi không còn muốn sống nữa? Giang Khuynh Nguyệt nhỏ giọng hỏi, ồ, Tinh Quang đó có gì mờ ám sao? Tề Đẳng Nhàn đáp, sau khi Triệu Man Nhi lên nắm quyền, Tinh Quang đó đã hoàn toàn biến chất, những người mẫu, minh tinh mà chỗ đó bồi dưỡng ra hầu hết đều dùng để giao dịch quyền sắc. Là giao dịch quyền lợi và sắc đẹp. Giang Khuynh Nguyệt không nói nên lời, không ngờ một công ty giải trí to như vậy lại lén lút làm ra điều này, thật khiến người ta kinh ngạc. Đừng có ra ngoài nói lung tung đó, cô là chú nói nhiều mà. Tề Đẳng Nhàn nói. Anh mới nói nhiều, Giang Khuynh Nguyệt liếc mắt một cái, đi thôi, Tề Tổng, tôi mời anh ăn cơm. Hôm nay anh đã giúp tôi sắp xếp một đơn hàng to như vậy, tôi phải cảm ơn anh thật chu đáo. Tôi lấy 20 tỷ từ chỗ ba cô chắc chắn là không muốn lấy một phần sao? Tề Đẳng Nhàn cười cười, hỏi. Giang Khuynh Nguyệt lắc đầu, kiên quyết nói, tôi sẽ không lấy số tiền này, đợi đến khi nào gặp phải rắc rối nó sẽ tự tìm đến tôi. Tề Đẳng Nhàn đang định đáp ứng thì chuông điện thoại vang lên, là Dương Quan Quan gọi tới, nói là có một người phụ nữ tìm đến phòng bệnh, chỉ đích danh Tề Đẳng Nhàn, nói muốn gặp hắn. Là ai? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Bà ta tự xưng là vợ của Hà Lỗi. Dương Quan Quan nói. Được, tôi tới ngay, cô nói với bà ta chờ tôi một lát. Tề Đẳng Nhàn sửng sốt một lát vội nói. Sau khi cúp điện thoại, Tề Đẳng Nhàn mới nói với Giang Khuynh Nguyệt, bây giờ tôi phải đi gặp một người, bữa cơm này cứ để đấy, mời tôi ăn sau cũng được. Tôi đi trước đây. Nói xong Tề Đẳng Nhàn quay đầu vội vàng rời đi. Hà Phu Nhân là người phụ nữ ngoại tình với Hồng Thiên Đô. Mà thân phận của Hồng Thiên Đô vô cùng nhạy cảm, không chừng sẽ để lại một chút đồ gì đó cho Hà Phu Nhân, bây giờ Hà Phu Nhân tới tìm hắn, chắc hẳn là có gì đó mờ ám. Giang Khuynh Nguyệt thấy Tề Đẳng Nhàn nói đi liền đi, cô ta không khỏi sửng sốt, sau đó dậm chân, tức giận nói, anh ta là loại người gì vậy chứ, thật là cặn bã. Mấy cô người mẫu nhìn thấy cảnh này đều khúc khích cười lén, cảm thấy bản thân mình dường như đã có cơ hội đào chân tường của ông chủ. Thế là, ai nấy đều chọn ra những bức ảnh mà ngày thường mình cất kỹ nhất, đăng lên trên vòng bạn bè, còn kèm thêm caption đầy ẩn ý. Còn có những cô người mẫu còn mạnh dạn hơn, gửi trực tiếp ảnh của mình cho Tề Đẳng Nhàn, còn kèm thêm cả địa chỉ nhà. Tề Đẳng Nhàn ngồi trong xe taxi, điện thoại cứ thông báo tinh tinh không ngừng, hắn đành cầm lên xem, hay thật, vài cô mỹ nữ đều gửi ảnh đẹp tới, còn thêm cả mấy video khoe đôi chân mặc quần tất đi giày cao gót. Vãi, thật sự coi tôi là mấy tên cuồng dâm, chỉ thích ngủ với người khác sao, lại gửi cho tôi mấy thứ này. Tề Đẳng Nhàn xem hết từng cái một. Sau đó, hắn đều bỏ hết những tin nhắn đó, .cso vào mục spam. Không lâu sau, Tề Đẳng Nhàn đã đến bệnh viện, lúc này Lý Vân Uyển đã tới chỗ mẹ cô ấy, gửi tin nhắn tới cho hắn nói rằng đang bận một vài chuyện, mấy ngày này sẽ không thể đi cùng hắn được. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy chuyện này rất tốt, lưng hông cũng không còn được như trước, cô ấy mà còn rảnh rỗi thêm 2 ngày nữa thì bản thân hắn cũng chẳng còn sức lực nữa. Đến phòng bệnh quả nhiên là gặp Hà Phu Nhân đang ở đó. Hà Phu Nhân ngồi ngay ngắn trên sofa, yên lặng đợi Tề Đẳng Nhàn tới. Hà Phu Nhân, chào bà. Tề Đẳng Nhàn cười cười, bước lên phía trước chào hỏi. Tôi không khỏe, Hà Phu Nhân lạnh lùng nói. Tề Đẳng Nhàn nói là, Hà Phu Nhân đáp lại rằng. Điều này khiến nụ cười của Tề Đẳng Nhàn bỗng chốc cứng đờ. Quả thật bà ta không khỏe, dù sao thì cũng dính dáng tới chuyện của Hồng Thiên Đô, rất là phiền phức. Hơn nữa, Hà Lỗi có lẽ đã biết chuyện bà ta cấu kết với Hồng Thiên Đô rồi, gia đình này chắc chắn cũng sẽ tan nát. Nếu như không phải Tề Đẳng Nhàn cố ý giết chết Hồng Thiên Đô thì bà ta cũng không đến nỗi phải rơi vào hoàn cảnh như vậy. Thậm chí, còn có khả năng bà ta sẽ phải ngồi tù, dù sao Hồng Thiên Đô đã phạm phải tội ác tày trời, bà ta sẽ bị cấu thành tội danh chứa chấp tội phạm bỏ trốn. Dương Quan Quan nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn thì rất kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy rất vui vẻ, tên này luôn khiến người khác tức chết, hiếm khi thấy hắn khó xử như vậy. Dù sao thì đối với việc tối hôm qua Tề Đẳng Nhàn không có ở bệnh viện cùng cô ta,
cộng thêm việc hôm nay nhìn thấy Lý Vân Uyển lấy khăn lụa che đi vết hôn mờ mờ, vì vậy mà Dương Quan Quan vẫn luôn cảm thấy canh cánh trong lòng. Tề Đẳng Nhàn nói, nếu bà đã không khỏe thì còn đến đây tìm tôi có chuyện gì? Sắc mặt Hà phu nhân rất khó coi, nói, bởi vì cậu mà bây giờ tôi đang phải đối mặt với việc bị khởi tố, thậm chí còn có thể bị ngồi tù. Tề Đẳng Nhàn nói, đây là do và tự bà dính líu tới Hồng Thiên Đô, lại còn không đi báo cáo với chính quyền, chuyện này thì có liên quan gì tới tôi? Hơn nữa, chắc chắn lão Hà sẽ bị cách chức vì bị bà liên lụy. Sắc mặt Hà phu nhân trở nên căng thẳng nói, cậu giúp tôi giải quyết chuyện này, tôi sẽ đưa cho cậu một món đồ. Cái gì? Tề Đẳng Nhàn nheo mắt hỏi. Hà phu nhân nhàn nhạt nói, Hồng Thiên Đô đưa cho tôi một thứ, tôi vẫn chưa mở ra xem, nhưng mà, tôi nghĩ rằng món đồ này chắc chắn sẽ vô cùng hữu dụng. Tề Đẳng Nhàn nghe xong trầm ngâm nói, nếu như món đồ này có đủ giá trị, vậy thì tôi sẽ giúp bà. Bà cũng biết, Hồng Thiên Đô là do tôi đánh chết, người của Cục Hải quan kiểm tra hàng hóa ngẫu nhiên là do Ngọc Tiểu Long sắp xếp, cô ấy theo dõi toàn bộ các cuộc điều tra sau này. Tôi nói với cô ấy một tiếng đã có thể rửa sạch hết các tội danh của bà, khiến bà đang từ tội danh chứa chấp tội phạm bỏ trốn trở thành bị tội phạm bỏ trốn uy hiếp. Hồng Thiên Đồ dù sao thì cũng là chết trong tay Tề Đẳng Nhàn. Hơn nữa, Ngọc Tiểu Long cũng đã hoàn thành việc kiểm tra hàng hóa ngẫu nhiên. Công lao này đương nhiên là không thể để người khác cướp mất, người ngoài cũng không có tư cách nhúng tay vào. Hồng Thiên Đồ đã từng đánh giá cậu là một người rất thú vị. Tôi cũng tin rằng cậu sẽ không lừa tôi. Hà phu nhân nhìn Tề Đẳng Nhàn, chậm rãi nói. Ồ, ông ta đánh giá tôi như vậy sao? Tề Đẳng Nhàn bật cười, lắc lắc đầu. Số lần gặp mặt của hắn và Hồng Thiên Đô chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng dường như lại biết nhau rất rõ. Hà phu nhân nói, ông ấy cũng từng nói, nếu như ông ấy chết đi, món đồ này có thể giao cho cậu hoặc là Ngọc Tiểu Long. Tề Đẳng Nhàn ngạc nhiên. Khi nói chuyện, Hà phu nhân đã lấy một chiếc USB nhỏ từ trong túi ra, đặt lên bàn trà. Bên trong có những thứ gì tôi cũng không biết, bởi vì một người bình thường nếu biết quá nhiều bí mật sẽ chết rất thảm. Hà phu nhân nhàn nhạt nói. Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu, câu này rất có lý, đối với bọn họ mà nói Hà phu nhân đúng thật là một con người bình thường. Mà trong thế giới đầy những nhân vật trí dũng kiệt xuất của Hồng Thiên Đô không dành cho người bình thường. Chỉ cần thiếu một chút bản lĩnh, lúc nào cũng có thể bị tan xương nát thịt. Sau khi Hà phu nhân đưa USB cho Tề Đẳng Nhàn liền đứng dậy rồi nói, đồ này tôi đã đưa cho cậu rồi, hy vọng cậu có thể tuân thủ lời hứa. Tề Đẳng Nhàn nói, tôi sẽ liên lạc với Ngọc Tiểu Long, bà thấy thế nào? Hà phu nhân gật đầu. Tề Đẳng Nhàn đứng trước mặt bà ta gọi điện cho Ngọc Tiểu Long, những điều tra về Hồng Thiên Đô có liên quan tới Hà phu nhân đều bỏ hết đi. Cô chỉ việc thông báo ra bên ngoài rằng, bà ta bị Hồng Thiên Đô uy hiếp nên mới phải giúp ông ta ẩn trốn. Ngọc Tiểu Long ngạc nhiên, nói, có chuyện gì xảy ra sao? Tề Đẳng Nhàn nói, sau khi cô sắp xếp xong xuôi thì lập tức đến bệnh viện tìm tôi, nhớ mang theo cả laptop đi cùng. Ngọc Tiểu Long liền biết rằng Tề Đẳng Nhàn chắc chắn đã phát hiện ra điều gì mới, ngay lập tức đi sắp xếp mọi việc. Hà phu nhân nghe hết cuộc nói chuyện. Hài lòng gật đầu, nói, tôi đi trước đây. Dương Quan Quan bước xuống giường bệnh, nói với Tề Đẳng Nhàn, trong này có gì vậy? Tôi còn chưa mở ra xem làm sao biết được bên trong có gì. Nhưng mà, chắc chắn là có liên quan tới bí mật nào đó của Hồng Thiên Đô. Tề Đẳng Nhàn cười cười, đáp. Hợp tác làm ăn với loại người như Hồng Thiên Vũ chẳng khác nào việc bảo hộ tự lột ra mình, ông ta chí dũng kiệt xuất như vậy không thể nào bị khống chế được. Và lại, võ thuật của ông ta lại kinh khủng như thế. Ông ta ở Hoa Quốc quá nguy hiểm, cho dù làm việc cho người khác, cũng phải đối mặt với việc bị diệt khẩu, cho nên, ông ta vẫn sẽ chừa đường chút đường lui cho chính mình. Dương Quan Quan nói, một đời chí dũng anh hùng cứ vậy mà bỏ mạng, thật đáng tiếc. Sau này võ thuật của tôi luyện thành tài rồi phải đi đến đâu mới tìm được đối thủ như vậy đây? Khóe miệng Tề Đẳng Nhàn giật giật. Hỏi, cô không khoác lác thì sẽ chết sao? Dương Quan Quan nói, tôi khoác lác gì chứ? Anh có hiểu về võ thuật không vậy? Tôi không hiểu, võ thuật của tôi đều là do cô dạy cả. Tề Đẳng Nhàn liếc mắt đáp lại cô ta.
Dương Quan Quan nói, đợi lát nữa tôi sẽ xuất viện, sức khỏe của tôi đã đỡ nhiều rồi, không thể trì hoãn thêm được nữa, ở đây không tiện để luyện tập. Võ thuật của Dương Quan Quan đang trong giai đoạn phát triển, không chỉ dựa vào tư thế cưỡi ngựa, luyện kỹ năng trong võ thuật là đã có thể tiến bộ, mà phải nhờ vào một số dụng cụ đặc biệt, ví dụ như dây thun, quả tạ, hạt sắt. Tề Đẳng Nhàn nói, để tôi đi làm thủ tục giúp cô, đợi lát nữa Ngọc Tiểu Long tới rồi chúng ta cùng đi. Rất nhanh Tề Đẳng Nhàn đã làm xong thủ tục, không bao lâu sau Ngọc Tiểu Long đã đến phòng bệnh, còn mang theo một chút hoa quả. Cô ấy xuất viện rồi, cô còn mua thêm hoa quả làm gì nữa? Tề Đẳng Nhàn lấy một quả táo từ trong giỏ lên cắt một miếng, nhàn nhạt nói. Liên quan gì tới anh chứ? Ngọc Tiểu Long và Dương Quan Quan không hẹn mà cùng quay đầu lại, đồng thanh nói. Hai người nói xong đều không khỏi sửng sốt, rồi cười phá lên. Tề Đẳng Nhàn lấy USB ra, nói với Ngọc Tiểu Long, nào, USB này là Hà Phu Nhân đưa cho tôi, nói là đồ của Hồng Thiên Đô. Hơn nữa, Hồng Thiên Đô còn nói, nếu như ông ta chết, Hà Phu Nhân phải đưa thứ này cho tôi. Ngọc Tiểu Long lấy máy tính từ trong túi ra đặt lên mặt bàn rồi mở màn hình lên. Tề Đẳng Nhàn nhìn máy tính được đặt trên bàn, ối chà, .sao lại có nhiều game thế kia. Chà, cô là lão S của Soulslide này sao? Dương Quan Quan thấy một đống game trong máy của Ngọc Tiểu Long, không nhịn được liền hỏi. Soulslide nổi tiếng với độ khó cao, những người chơi cực kỳ giỏi thường được gọi là lão S. Hidetaka Miyazaki mãi mãi là thần, Ngọc Tiểu Long nói, sau đó cắm USB vào. Hidetaka Miyazaki, là người thiết kế game Soulslide. Tề Đẳng Nhàn không biết nói gì. Dương Quan Quan nghiện game thì cũng thôi đi, vậy mà Ngọc Tiểu Long cũng nghiện game, hắn cảm thấy điều này rất không bình thường, so với phong cách thường ngày của cô ấy lại khác nhau hoàn toàn. Ngọc Tiểu Long thấy sắc mặt của Tề Đẳng Nhàn rất kỳ lạ. Lạnh lùng nói, năm nay tôi đã 26 tuổi rồi. Tề Đẳng Nhàn nói, tôi biết, tôi cũng không có cảm thấy cô già đi. Bởi vì phong cách làm việc của Ngọc Tiểu Long quá thành thục, lão luyện, hơn nữa tính cách của cô ấy có chút lạnh lùng. Cho nên rất khó để tưởng tượng rằng cô ấy sẽ thích chơi game giống như người bình thường. Tề Đẳng Nhàn còn cho rằng, trò chơi để cô tiêu khiển sẽ là những môn thể thao cao cấp như bắn tên, gôn. Khi nào có thời gian thì cùng nhau làm vài ván đi. Dương Quan Quan nói chen vào. Phán sang một bên đi, còn đang bàn chính sự đây này. Tề Đẳng Nhàn đẩy đầu Dương Quan Quan ra, khó chịu nói. Ngọc Tiểu Long mỉm cười, mở tài liệu trong USB ra, sau đó mới cùng Tề Đẳng Nhàn đọc kỹ càng. Bên trong USB có một văn bản và một video, cô ấy mở văn bản lên trước, bên trong văn bản là một chuỗi chằng chịt các chữ số. Tề Đẳng Nhàn cau mày nói, đây là mật mã bí ẩn gì vậy? Hay là tải xuống qua Magnet Link xem sao? Sử dụng Magnet Link không cần phải tải file torrent để download nội dung. Ngọc Tiểu Long sửng sốt, nói, Magnet Link là gì vậy? Dương Quan Quan đang ở một bên trợn tròn mắt nhìn, vừa nhìn đã biết cái này dùng không ít nền tảng dịch vụ tiếp thị thương mại của Quaisou. Quaisou, một app chia sẻ video ở Trung Quốc. Đây đều là tài khoản ngân hàng, Dương Quan Quan lên tiếng nhắc nhở. Dù sao cô ta cũng là trợ lý cao cấp, thường xuyên phải làm những công việc chuyển tiền hoặc nhân tiền, vậy nên đương nhiên sẽ rất quen thuộc với những số tài khoản ngân hàng này. Tề Đẳng Nhàn vội kéo cô ta ngồi xuống, nói, nhìn kỹ xem, mấy cái này có nghĩa là gì. Đây là tài khoản, phía sau là hạn mức giao dịch. Dương Quan Quan chỉ vào màn hình, hai người ngồi xích ra một chút. Cô ta chiếm luôn cả cái laptop, rồi lại gõ gõ cái gì đó. Thông qua sự điều chỉnh của Dương Quan Quan, không bao lâu sau, nội dung của văn bản đã trở nên rõ ràng, dễ hiểu hơn nhiều. Dương Quan Quan cau mày nói, hình như là những tài khoản ngân hàng dùng để rửa tiền. Hạn mức giao dịch của những tài khoản này đều rất lớn. Cô ta không ngừng cuộn con chuột xuống, bên dưới đã bắt đầu xuất hiện tên người. Ngọc Tiểu Long vội vàng ngăn lại. Nhìn thấy tên trong văn bản, sắc mặt của cô ấy trở nên tái nhợt, Ngọc Tiểu Long lẩm bẩm nói, những người này đều có liên quan sao? Tề Đằng nhận thấy vậy rất sửng sốt, nghiến răng nghiến lợi nói, chẳng trách ai cũng nói rằng được thăng quan, phát tài.
Ha ha! Dương Quan Quan cũng chỉ trố mắt đứng nhìn, không nói nên lời. Nếu sổ kế toán này mà bị truyền lên trên thành phố thì không biết sẽ xảy ra cơn sóng thần khủng khiếp đến mức nào. May mà Hà phu nhân tự mình biết mình, không có xem những gì bên trong USB, nếu không, bà ta biết được những thứ này sớm muộn gì cũng sẽ bị diệt khẩu. Ngọc Tiểu Long trầm giọng nói, không thể truyền bất kỳ một cái tên nào trong số này ra ngoài. Chốc nữa tôi sẽ bàn bạc với phó lão, xem giải quyết chuyện này như thế nào. Đương nhiên Tề Đẳng Nhàn cũng biết rằng phải ổn định mọi thứ, nhưng mà, hắn lại cảm thấy có chút coi nhẹ Ngọc Tiểu Long. Hắn cảm thấy, nếu đã phạm phải sai lầm, nhổ củ cải phải lôi theo cả bùn, vạch mặt hết tất cả những tên đó mới là điều nên làm. Ý chỉ những tên phạm tội bị bắt từ đó bắt được những tên tội phạm khác. Có lẽ, làm như vậy sẽ dẫn đến một cuộc xáo trộn rất lớn, nhưng nếu không làm như vậy vẫn luôn là nước ấm luộc ếch, tuy đã luộc chín con ếch nhưng trong quá trình đó sẽ có bao nhiêu người vì điều đó mà phải chịu tổn thất, thiệt hại. Tôi biết anh đang nghĩ đến điều gì, nhưng dù sao thì anh vẫn không phải người thuộc chế độ này, cho nên anh không hiểu được hậu quả của việc làm như vậy đâu. Ánh mắt của Ngọc Tiểu Long nhìn Tề Đẳng Nhàn trở nên nghiêm túc. Nếu như anh không thích chế độ hiện nay, vậy anh có thể dấn thân vào, đi thay đổi nó. Tề Đẳng Nhàn cười khẩy, tôi cảm thấy tủ lạnh trong nhà không còn tốt nữa, vậy tôi có nên đi học cách làm thế nào để tạo ra một cái tủ lạnh mới không? Tôi có quyền được bày tỏ quan điểm của mình, anh không thể vì ý kiến của tôi và anh khác nhau mà cho rằng đó là sai lầm, thậm chí còn muốn dùng quyền lực của bản thân để bịt miệng tôi. Ngọc Tiểu Long nói tiếp, dù gì thì chúng ta đều đang cố gắng, anh cũng đã gia nhập vào phe của chúng tôi. Cho nên, tôi hy vọng rằng anh vẫn sẽ lấy đại cục làm trọng. Tề Đẳng Nhàn uể oải nói, tùy các cô, quyền hành đều nằm trong tay của các cô mà, cho dù tôi định làm như vậy cũng không có ai bằng lòng ủng hộ tôi. Tề Đẳng Nhàn biết rất rõ, sổ kế toán này có nhiều tên như vậy, nhiều nhất cũng chỉ có 1/3 trong số đó bị thủ tiêu là để ổn định. 2/3 còn lại sẽ không bị hề hấn gì, cùng lắm là khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi, làm việc khiêm tốn đi một chút mà thôi. Làm lung lay nhiều người như vậy cũng tương đương với việc làm lung lay nền tảng của phe cánh Triệu gia, đến lúc đó, không chừng sẽ xảy ra chuyện khủng khiếp mà ai cũng không muốn đối mặt. Xem video này nói về cái gì đi, Tề Đẳng Nhàn đã thấy sổ kế toán này nhàm chán vô vị rồi, liền quay sang nói với Ngọc Tiểu Long. Được, Ngọc Tiểu Long mở video lên. Sau đó, trong video xuất hiện bóng dáng của Hồng Thiên Đô, ông ta đang đứng ngay chính giữa của một bãi đất trống, nói cả đời này của tôi đã nghiên cứu võ thuật nhiều năm như vậy, không muốn rằng sau khi chết những thứ này cứ như vậy mà bị chôn vùi. Cho nên, tôi mới quay video này, hy vọng có thể giúp cho người xem hiểu hơn về võ thuật. Tiếp theo đây, tôi sẽ biểu diễn và giải thích bí mật của bằng hình quyền, cũng như cách tôi vận dụng và tập luyện nó. Đến đây Tề Đẳng Nhàn không nhịn được nói, phong thái bất phàm. Trong video, Hồng Thiên Đô đã giải thích chi tiết các kỹ xảo dùng lực và kỹ thuật tập luyện cơ lưng của mình, điều này đã giúp Tề Đẳng Nhàn lĩnh ngộ được rất nhiều. Gần đây hắn đang nghiên cứu sao Hồng Thiên Đô có thể luyện cơ lưng đến trình độ đó, ngày thường hễ có thời gian rảnh hắn lại đi đu xà để hiểu hơn. Lần này có thể nghe Hồng Thiên Đô đích thân giải thích, hắn cũng được lợi rất nhiều. Hai người Ngọc Tiểu Long và Dương Quan Quan cũng ngồi lắng nghe chăm chú, sau khi nghe xong, cả hai người đều tấm tắc khen ngợi. Hồng Thiên Đô đúng là một kỳ tài, đáng tiếc đã chọn nhầm đường. Ngọc Tiểu Long nói, tôi lại không cho rằng ông ta đi nhầm đường, mà là hoàn cảnh đã bóp méo ông ta. Nếu như ông ta không làm những chuyện như vậy, e rằng không thể leo đến độ cao đó. Tề Đẳng Nhàn nhìn Ngọc Tiểu Long, bây giờ, người có năng lực không thể đi lên. Người không có năng lực lại ngồi không ăn bám. Đừng lấy mình ra làm ví dụ, nếu như bối cảnh của anh không phải Ngọc gia, thì anh có thể lấy được 2 khối long tinh khi còn trẻ tuổi sao? Đương nhiên, tôi cũng không phải đang đổ vỏ cho Hồng Thiên Đô. Thân là một người luyện võ mạnh mẽ lại chìm đắm vào ham muốn quyền lực, ngay từ đầu đã không đúng. Khinh Vương Hầu, Mạn Tướng Tương đều dùng võ mà vi phạm lệnh cấm. Đó mới là phong thái của một người luyện võ nên có. Dương Quan Quan nghĩ, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn đang thực sự làm những việc như hắn đã nói, cho dù là đối mặt với thị trưởng hay là tỉnh thủ, thậm chí Phó Phong Vân, hắn đều có thể cư xử bằng thái độ hòa nhã, tuyệt đối không cau mày,
cau mặt mà luôn khom lưng, cúi chào. Về bản chất, hắn cảm thấy quyền lực không đáng để tôn thờ và kính sợ, đó chỉ là một công cụ dùng để phục vụ con người mà thôi. Nếu như công cụ này không được xác định một cách chính xác, vậy thì quyền riêng tư sẽ bị chà đạp không thương tiếc. Ngọc Tiểu Long khiến cho Tề Đẳng Nhàn không còn lời nào để đáp lại. Quyền pháp này của Hồng Thiên Đô cô có thể luyện, dạo gần đây tôi cũng đang nghiên cứu phương pháp luyện cơ lưng của ông ta, không ngờ rằng, ông ta lại để lại video này. Tề Đẳng Nhàn ngoảnh đầu lại nói với Dương Quan Quan. Được, Dương Quan Quan vui vẻ gật đầu. Bây giờ cô ta đang luyện hình ý quyền, sau đó Tề Đẳng Nhàn có dạy cô ta thái cực, nhưng thái cực quyền này rất khó luyện, nên Dương Quan Quan đã đổi sang luyện các quyền pháp khác, cảm thấy như vậy cũng không tồi. Quyền pháp của Hoa Quốc vô cùng uyên thâm, không có mấy ai dám nói mình đã tinh thông, cho dù là đã luyện hình ý quyền đạt đến cảnh giới thần biến như Tề Bất Ngữ vẫn còn phải thường xuyên đi xem trọi gà, trọi trâu, quan sát xem con hổ tên Đại Hoàng mà mình nuôi thả săn bắt như thế nào, nghiên cứu võ thuật từ những loài động vật này. Ngọc Tiểu Long nói với Tề Đẳng Nhàn, tôi sẽ cầm USB đi, hai người đã xem qua rồi nhưng cũng đừng có nói gì ra bên ngoài. Tề Đẳng Nhàn nói, tôi biết rồi, các cô tự mình làm việc gì. Hắn đột nhiên cười một tiếng, nói chẳng trách Hồng Thiên Đô nói mình nhất định phải chết, cho dù là bị chúng ta bắt sống thì ông ta cũng không sống được. Nhiều người dính dáng đến ông ta như vậy, nếu ông ta bị bắt nói không chừng lại có một sai sót khi bắn tên lửa thì sao đây? Ngọc Tiểu Long nói, chuyện này anh đã lập được công lớn. Tôi đi trước đây, có chuyện gì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Chân trước mới định bước ra ngoài thì chân sau chuông điện thoại của cô ấy đã vang lên, Ngọc Tiểu Long dừng bước bắt máy, một lúc sau, cô ấy kinh ngạc lớn tiếng hỏi, cái gì? Sau khi Ngọc Tiểu Long cúp điện thoại, Tề Đẳng Nhàn mới hỏi, chuyện gì khiến cô sốt sắng như vậy? Ngọc Tiểu Long sắc mặt âm trầm nói, tập đoàn Trần thì có dính líu đến buôn lậu, buôn bán ma túy, rửa tiền. Mấy hoạt động phi pháp, mấy kẻ này thật sự là vô pháp vô thiên, mũ nào cũng dám đội. Tề Đẳng Nhàn cười một tiếng, lại cau mày nói, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến ô tô Đai Lu chứ. Ngọc Tiểu Long nói, không nói chắc được, phải nhìn vào ván cờ bên trên đã. Dù sao Trần thì cũng đứng đầu trong việc đầu tư vào ô tô Đai Lu. Có nguy cơ bị ảnh hưởng hay không phải xem sự phân bố của tập đoàn Trần Thị ở Thượng Hải có chịu được áp lực hay không. Tề Đẳng Nhàn cười nói, cảm giác càng ngày càng nguy hiểm. Ôi, bên ngoài nguy hiểm quá, thật muốn về U Đô. Trong khi nói chuyện, hắn không khỏi lo lắng cho Trần Ngư ở Nam Dương. Xem ra bây giờ những người đó đã động thủ rồi, nếu không tập đoàn Trần Thị sẽ không đột nhiên bị chụp cho cái mũ to như vậy. Cũng may phần lớn tiền của tập đoàn Hướng Thị đều chuyển ra nước ngoài, nếu như ô tô Đai Lu bị liên lụy, tập đoàn Hướng Thị cũng bị dính vào, vậy thì rắc rối lớn rồi. Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ trong lòng. Hắn hiểu rất rõ khi cuộc chiến tranh đoạt chủ quyền của Nam Dương quốc ngày càng sâu sắc, những người có dính dáng tới Trần Thị đều sẽ phải chịu đả kích nặng nề. Cho nên, hắn và Hướng Đông Tình đã sớm thảo luận xong xuôi một kế hoạch rất tuyệt vời. Tình hình hiện tại của tập đoàn Trần thì ít nhiều gì cũng khiến người ta cảm thấy lo lắng. Nhưng mà, mọi người cũng sẽ không vì chuyện nhỏ mà bỏ chuyện lớn, công việc vẫn phải tiếp tục, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Trần Thị đương nhiên không thể để cho một số người được như ý muốn, bỏ qua tài nguyên của Nam Dương, mặc cho người ta sai khiến. Mặc dù anh và Ngọc Tướng Lĩnh phối hợp rất chặt chẽ, nhưng tôi cảm thấy hai người vẫn xuất hiện những quan điểm vô cùng khác biệt. Dương Quan Quan nghiêm túc nói. Cô ấy yêu thích sự trừu tượng mà tôi là người thích sự cụ thể. Tề Đẳng Nhàn chỉ lạnh nhạt nói. Dương Quan Quan không nhịn được vỗ vỗ vào bả vai hắn, nói, chàng trai, tư tưởng của anh rất nguy hiểm, cẩn thận không là bị mời đi uống trà đấy. Tề Đẳng Nhàn cười một tiếng, lại thở dài nói, thật ra, tôi cũng biết giúp Trần gia là không chính nghĩa, tình hình phía Nam Dương vẫn còn đang tranh giành. Thậm chí phe cánh Triệu gia đều đứng về phía chính nghĩa. Dương Quan Quan nói, anh nói Trần gia độc chiếm Nam Dương nhiều năm như thế, một mình chiếm hết quyền lực, không phù hợp với các giá trị quan của nền văn minh hiện đại. Lật đổ Trần gia, giúp người dân Nam Dương có thể tự do nói lên tiếng nói của mình, điều này mới phù hợp giá trị quan của nền văn minh hiện đại. Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu, nói, cô càng ngày càng hiểu tôi.
Tề Đẳng Nhàn nhớ ra bản thân đã phát hiện ra một quyển về công dân không tuân theo nghĩa vụ của công dân, hơn nữa cô ta còn là một học sinh giỏi nên quan điểm và suy nghĩ về những mặt này đương nhiên sẽ không đến nỗi nào. Nhưng những gì mà anh làm bây giờ, còn muốn chấm dứt sự kiểm soát quyền lực của phe phái Triệu gia, xác định rõ ràng ranh giới của tư quyền. Dương Quan Quan mỉm cười, sau đó, hai người này trên cơ bản là sẽ xảy ra mâu thuẫn. Thậm chí, cho dù anh liên thủ với người đứng đầu Tuyết Quốc thì vẫn sẽ mâu thuẫn như vậy thôi. Bởi vì anh cũng biết rằng người đứng đầu đó đang nắm giữ huyết mạch kinh tế, ràng buộc nhân dân là điều vô đạo đức, không chính nghĩa. Nhưng, anh muốn đạt được mục đích của mình, lại không thể không duy trì mâu thuẫn này sao? Điều này khiến anh rất hoang mang, sau đó, nội tâm lại bắt đầu đấu tranh. Tề Đẳng Nhàn cũng không né tránh, khẽ cười, nói, hình như là như vậy. Dương Quan Quan cũng thở dài, đáp thái độ như vậy có thể ảnh hưởng tới quyền pháp tung hoành ngang dọc của anh đó. Tề Đẳng Nhàn hỏi, vậy cô có gì hay có thể dạy tôi không? Dương Quan Quan xòe hai bàn tay ra, chậm rãi nói thật, tôi không có, bởi vì chính bản thân tôi cũng rất mâu thuẫn. Ranh giới của tư quyền rất rõ ràng, hoặc nói cách khác, chỉ khi công quyền bị hạn chế mới có thể định nghĩa được pháp luật, tạo ra trật tự và mỹ đức. Từ truyền đống đến hiện đại là nhận thức của tiểu nông, nhận thức của phụ huynh, nhận thức của quân chủ đến nhận thức của tư sản tư quyền. Nhưng anh muốn làm được những chuyện này không thể không nhờ vào lực lượng của Trần gia, và lực lượng của người đứng đầu Tuyết Quốc. Tề Đẳng Nhàn giơ ngón tay cái lên, thư ký Dương giỏi thật, nói mấy câu thôi mà rất mạch lạc, logic. Giải quyết chuyện liên quan đến anh trước đi, bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến những chuyện đó. Dương Quan Quan cười, anh mà do dự thì sẽ có rất nhiều người gặp họa vì điều này đó. Tề Đẳng Nhàn nói, tôi đương nhiên biết, cho nên tôi cũng chỉ thi thoảng mới dừng lại suy nghĩ một chút, tuyệt đối không thay đổi hành động và kế hoạch của mình. Dương Quan Quan nói, phe cánh Triệu gia muốn lật đổ Trần gia, không phải là muốn để cho người dân Nam Dương có thể nói lên tiếng nói của mình, mà bọn họ đang cần một con chó nghe lời thay thế Trần gia lên nắm quyền thống trị, giúp bọn họ dễ dàng vơ vét được càng nhiều lợi ích mà thôi. Cho nên, tạm thời cũng đừng lo lắng nhiều về điều này. Tề Đẳng Nhàn cười ha ha, nói, cô nói đúng lắm, kẻ thù chính của tôi là Triệu gia. Nếu bọn họ không ngã xuống, tôi cũng không thể nào yên tâm được, thậm chí, ngay cả gặp mặt mẹ tôi cũng không được nữa. Sau khi thu dọn đồ đạc xong, hai người họ rời khỏi bệnh viện. Tình hình tai của cô sao rồi? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Thính lực bị ảnh hưởng, thỉnh thoảng còn có tiếng ong ong. Cũng không biết có hồi phục hoàn toàn được hay không. Dương Quan Quan có chút bực mình nói, tự nhiên lại để cho mấy tên đánh lén đó thắng, nghĩ tới lại thấy không thoải mái. Tề Đẳng Nhàn nói, lần sau khi đánh nhau với người ta nên chú ý nhiều hơn, giữ cảnh giác, tránh khỏi bị người ta đánh lén. Trong chuyện đánh đấm sinh tử này, bất kỳ thủ đoạn nào cũng có thể dùng được. Dương Quan Quan gật đầu nghiêm túc, nói cho nên, tôi càng cảm thấy bội phục những người như Hồng Thiên Đô. Mặc dù người ta bị ổi, nhưng khi bước vào một trận đấu sẽ không dở thủ đoạn. Tề Đẳng Nhàn suy nghĩ, từ trước đến nay Hồng Thiên Đô vẫn luôn dựa vào công phu quyền cước của bản thân. Chỉ khi chạy trốn mới bố trí các xạ thủ để ngăn cản. Còn trong chiến đấu, ông ta không nhờ vào bất kỳ ngoại lực nào. Sau khi về tới nhà, Dương Quan Quan nhanh chóng thay quần áo luyện tập vào, sau đó ôm ra một quả bóng lớn bằng chì và thủy ngân ra và trà sát nó. Tề Đẳng Nhàn không còn lời nào để nói, hiếm có người phụ nữ nào lại say mê luyện võ đến như vậy. Tuy nhiên, hắn cũng không nhàn rỗi, Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc nhớ lại những gì mà Hồng Thiên Đô dạy trong video, rồi bắt đầu khai thông khí huyết, luyện tập cơ lưng. Hồng Thiên Đô quả là một thiên tài, ông ta có thể kết hợp thiền và võ thuật một cách hài hòa, chẳng trách ông ta có thể luyện ra cơ lưng như vậy. Lúc trước Tề Đẳng Nhàn có nghiên cứu qua. Nhưng vẫn chưa hiểu được làm thế nào có thể đạt đến trình độ như vậy, thông qua video phân tích của Hồng Thiên Đô mới hoàn toàn thông suốt. Phương pháp thiền này rất thú vị, sau khi ngồi thiền, quán tưởng xương cốt, quán tưởng bản thân mình giống như cỏ khô. Tập trung tư tưởng quán chiếu vào xương cốt, vào việc bản thân mình giống như cỏ khô. Mà khí huyết giống như mưa, như xương. Cỏ khô được mưa, xương thấm ướt, sẽ tràn đầy sức sống. Cho nên, mỗi lần lưu thông khí huyết sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.
Kết hợp thêm phương pháp vận khí đặc biệt của hắn, sức mạnh của phần lưng sẽ phát triển không ngừng. Tề Đẳng Nhàn chuyển động cơ lưng của mình, mặc dù không thể nào chuyển động giống như Hồng Thiên Đô, nhưng nó giống như đang dang rộng đôi cánh, phần bắp thịt giống như cánh chim đang đập vào không khí để cất cánh. Trong mắt người ngoài, những điều như ngồi thiền, ngộ đạo đều là mê tín, thậm chí là ra vẻ. Nhưng bên trong lại ẩn chứa những sức mạnh, chỉ khi tự bản thân mình đi trải nghiệm mới có thể cảm nhận được. Người bình thường luôn quá tin tưởng vào bản thân, hoặc quá ngu dốt, bất lực, mới không chịu chấp nhận những hành vi không có cách nào lý giải đó. Luyện tập được một lúc, Tề Đẳng Nhàn cảm thấy cũng đã hòm hòm rồi, cũng không định làm phiền Dương Quan Quan mà đi nấu ăn. Sau khi ăn tối xong, Tề Đẳng trở về phòng nghỉ ngơi, mà Dương Quan Quan lại ra ngoài một lát. Tề Đẳng Nhàn tưởng rằng cô ta tiếp tục luyện tập, cũng lười để ý tới. Hóa ra, Dương Quan Quan đi mua sắm, khi trở về cô ta đã thay một bộ váy ngắn vô cùng gợi cảm, còn khoác thêm một chiếc áo dạ bên ngoài, còn đi thêm một đôi bốt đen dài qua đầu gối. Bộ đồ này phô bày những đường cong tinh tế trên cơ thể của Dương Quan Quan. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, nói cô đi đâu thế? Đi ra ngoài tiêu tiền, nhân tiện mua thêm hai bộ đồ đẹp. Dương Quan Quan mỉm cười bước tới, trên mặt tràn đầy vẻ dịu dàng mê người. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy không đúng lắm, thư ký Dương luôn bị động, sao hôm nay? Hình như có chút chủ động nhỉ? Cô ta cúi xuống trước mặt Tề Đẳng Nhàn, vạt áo cũng theo đó mà rũ xuống, không chút che đậy, hỏi, sao hả? Không đẹp sao? Đẹp, đẹp, Tề Đẳng Nhàn sững người đáp. Nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay mới xuất viện, còn luyện tập cả một buổi chiều, mệt quá đi mất. Dương Quan Quan mím môi cười, nói. Tề Đẳng Nhàn thầm nói không hay rồi, có lẽ là hôm nay thư ký Dương đã gặp Lý Vân Uyển, chắc chắn là thư ký Dương ghen với cô ấy. Lại cuộn lên rồi. Tề Đẳng Nhàn không khỏi thầm nghĩ, nhưng mà cuộn thì cuộn, lưng eo có thể đừng vận động mạnh quá không? Nhưng hắn cũng biết, lưng eo của hắn đêm nay có lẽ là không được nghỉ ngơi rồi. Trước khi bị thương, cuộn với họ càng nhiều càng tốt, nhưng bây giờ, nhị đương gia có chút hư nhược. Hiện giờ thư ký Dương không còn thích trưng diện áo quần, hàng ngày cô ta đều mặc đồ thể thao để thuận tiện cho việc luyện tập, nếu cô ta muốn thay đổi chút thì cũng chỉ là mặc đồ bình thường thoải mái thôi. Thành thật mà nói, Tề Đẳng Nhàn rất hối hận vì đã dạy cô ta công phu. Nhớ ngày trước ngày nào thư ký Dương cũng mặc đồ OL Office Lady không phải trông rất đẹp hay sao? Lúc đấy mới bổ mắt làm sao? Chẳng qua lần này Dương Quan Quan và Lý Vân Uyển lại dính lấy Tề Đẳng Nhàn, thân hình vốn đã nóng bỏng nay lại cố ý ăn diện càng trở nên bốc lửa. Mặc dù hai người này khi gặp mặt luôn tránh nói đến mối quan hệ của mình với Tề Đẳng Nhàn, thế nhưng trong thâm tâm phần lớn đang tranh giành nhau. Này, ngày đêm hai người cứ quấn lấy tôi. Có thể để thận tôi nghỉ ngơi chút được không? Tề Đẳng Nhàn lại phải chịu trận thêm lần nữa bởi vì thư ký Dương và Lý Yêu Tinh cứ bám lấy hắn không buông. Điều quan trọng là khoảng 4 rưỡi sáng sớm ngày hôm sau, Dương Quan Quan đã dậy rồi. Cô ta luộc khoảng 10 quả trứng, ăn hết lòng trắng trứng và hai thanh protein rồi bắt đầu luyện võ với khí thế hừng hực. Tề Đẳng Nhàn nằm trên giường không muốn nhúc nhích. Hắn hoàn toàn không hiểu nổi sao hôm qua Dương Quan Quan thức đến tận 2 giờ sáng mà giờ lại có thể dậy sớm như vậy. Nếu Irina Zinva lại được cử đến Thượng Hải, không phải cô ta sẽ quấn mình đến chết chứ? Tề Đẳng Nhàn đột nhiên nghĩ tới chuyện này. Triệu Hồng Nê đã nói cô ta muốn trực tiếp so tài với kỳ thủ đứng phía sau Tề Đẳng Nhàn. Yêu cầu này Tề Đẳng Nhàn không thể không đồng ý được. Nếu lỡ làm Triệu Hồng Nê không vui. Dùng nhân cách Triệu Hồng tụ ra tìm Tề Đẳng Nhàn nói này nói kia, không phải lúc đấy hắn sẽ lập tức bị ép dừng lại hay sao? Tề Đẳng Nhàn đang nằm thì nhận được tin nhắn của Hoàng Sung, sư phụ, chừng nào mọi người mới quay lại đây, anh phải đưa tôi đi luyện công đấy. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, hắn gần như quên mất người đồ đệ Hoàng Sung này. Cút đi, không rảnh. Tề Đẳng Nhàn trả lời một tin nhắn ngắn gọn. Sau đó đứng dậy đi giám sát Dương Quan Quan luyện tập. Đồ tiêu chuẩn kép. Hoàng Sung tức giận nghiến răng, nhưng anh ta không dám chửi hắn. Tề Đẳng Nhàn đợi một lúc rồi chuyển một chiếc ghế tựa vào trong sân nằm, hắn vừa nằm phơi nắng vừa chỉ điểm cho Dương Quan Quan, nhìn Dương Quan Quan tập luyện công phu đúng là rất bổ mắt.
không biết từ lúc nào mà Tần Đường Ngọc đã đi vào trong sân, nhìn thấy Dương Quan Quan đang luyện công thì vội vàng quay người bước ra ngoài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 46.